Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1051, đây là đòn cuối cùng của hắn. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn Diệp Huyên, trong chốc lát cả người gã trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở trước mặt Diệp Huyên. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên lại không tránh né, mặc cho người đàn ông mặc thanh sam đánh một chưởng vào ngực mình. Ầm. Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc Diệp Huyên bay ra ngoài, một tia kiếm quang đã xuyên thẳng qua lồng ngực của người đàn ông mặc thanh sam đó. Người đàn ông mặc thanh sam lùi liên tục về sau, lùi xa cả trăm trượng. Sau khi gã dừng lại, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, chỗ ngực phun ra máu tươi ảo ạt. Người đàn ông mặc thanh sam hít sâu một hơi, gã nhìn Diệp Huyên ở gần đó, nhẹ giọng nói, phát kiếm này của ngươi thật sự quá nhanh rồi. Xa xa, Diệp Huyên lại chậm rãi bỏ dậy. Hắn tiếp tục đi về phía người đàn ông mặc thanh sam. Hắn còn định đánh tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người chiến quân nổi cả gai ốc. Sở dĩ họ khiếp sợ như vậy là bởi vì trên người Diệp Huyên hiện giờ bị thương mọi vị trí, toàn thân đều chảy máu. Mà hắn bước đi rất vất vả, vô cùng khó nhọc, tựa như bước kế tiếp là sắp ngã đến nơi rồi. Nhưng hắn vẫn muốn đánh. Diệp Huyên cầm thanh kiếm chấn hồn đi đến chỗ người đàn ông mặc thanh sam. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đánh. Lúc ở Thanh Thành, hắn từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, vào lúc ấy, hắn hiểu được một đạo lý. Làm người phải thiện chí giúp người nhưng lúc ra trận thì nên tàn nhẫn, phải liều mạng. Bởi vì nếu ngươi không đủ tàn nhẫn, không đủ liều mạng, vậy thì người chết chắc chắn là ngươi. Chỉ có như vậy, gã mới có thể sống sót. Đây là đòn cuối cùng của hắn. Nơi xa xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc vắng lặng, hắn đột nhiên chém xuống một phát kiếm. Phát kiếm này cũng là phát kiếm cuối cùng của hắn. Chương 1052, cơ mà gã vẫn chưa chết. Một cú chém ra. Vút. Có tiếng xé rách vang lên. Không lâu sau, người đàn ông mặc thanh sam đến, một quyền của gã đánh về phía kiếm của Diệp Huyên. Trong quyền này ẩn chứa lực đấm cực mạnh. Ầm. Hai người vừa chạm vào đã tách nhau ra. Diệp Huyên và người đàn ông mặc thanh sam bay ngược về phía sau, nhưng trong giây phút Diệp Huyên bay ra thì một kiếm quang đã đâm thẳng vào giữa hàng lông mày của người đàn ông mặc thanh sam. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người chiến quân cách đó không xa chợt thấp tha thấp thỏm. Lúc này, người đàn ông mặc thanh sam có lẽ đã chết rồi nhỉ? Dưới ánh nhìn của đám người chiến quân, người đàn ông mặc thanh sam đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục lại bình thường, nhưng gã lại ngã luôn xuống đất. Cơ mà gã vẫn chưa chết. Người đàn ông mặc thanh sam nằm trên đất thở hổn hển, cơ thể gã run lên từng cơn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kiếm. Nhanh, quá. Vẫn chưa chết. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người chiến quân tối sầm lại. Đây là cơ thể bất tử sao? Giống như nghĩ đến cái gì đó, đám người chiến quân nhìn tới tấp về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên cũng nằm trên mặt đất, hắn vẫn còn thở nhưng rất yếu. Thảm! Toàn thân Diệp Huyên đều là vết thương, máu tươi đã sớm thấm vào chỗ đất dưới người hắn. Ở đây bỗng trở nên yên tĩnh. Thiên sát và địa sát ở bên cạnh cũng không ra tay, hai người cứ nhìn người đàn ông mặc thanh sam đang nằm trên mặt đất như vậy. Còn đám người chiến quân thì nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Sau khoảng nửa khắc, Diệp Huyên trên mặt đất đột nhiên cử động. Chu Sinh Sinh đi tới cạnh Diệp Huyên, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó bấm tay một cú, chợt đóa hoa tuyết liên trắng tuyển hiện ra trước mặt Diệp Huyên, thánh liên có thể chữa thương nhanh chóng. Diệp Huyên cũng không khách khí nữa mà trực tiếp nhận lấy hoa tuyết liên để dùng. Chu Sinh Sinh vỗ nhẹ vào vai Diệp Huyên, chữa thương đi. Phần còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn ta bước về phía thiên sát và địa sát gần đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1053, lực đâm vô cùng mạnh mẽ. Chị thương. Lúc này, Diệp Huyên chẳng nghĩ ngợi gì cả. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Mệt mỏi quá rồi. Lần này rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được thế nào là kiệt sức thực sự.
khắp người đều chẳng có nổi chút sức lực để mà nhấc tay lên nữa. Có thể nói trận đánh vừa rồi là trận mà hắn được đánh sảng khoái nhất. Cảm giác sảng khoái ngập tràn khắp người. Qua trận đánh, hắn đã lĩnh ngộ được nhiều thứ, đồng thời cũng phát hiện ra nhiều điểm thiếu sót của bản thân. Không đánh một trận hết sức với cao thủ thật sự thì bất kể có tu luyện ra sao cũng chỉ được đến một mức độ nào đó mà thôi. Bởi vì học luôn phải đi đôi với hành. Nhưng lúc này hắn đã không muốn nghĩ nhiều điều vậy nữa, hắn chỉ muốn an ổn nằm nghỉ thôi. Cách đó không xa, Chu Sinh Sinh đi đến trước mặt người đàn ông mặc thanh sam, thiên sát và địa sát cũng đứng hai bên người đó. Chu Sinh Sinh nhìn thoáng qua người đàn ông mặc thanh sam, Mạc Tà. Người đàn ông mặc thanh sam mỉm cười, để ngươi thất vọng rồi, ta không phải Mạc Tà. Chu Sinh Sinh im lặng. Một lát sau, Chu Sinh Sinh khẽ nói, đáng tiếc. Người đàn ông mặc thanh sam cười nói, đáng tiếc không được đánh với hắn ta một trận sao. Chu Sinh Sinh gật đầu. Người đàn ông mặc thanh sam cười khẽ, ngươi nên cảm thấy may mắn. Chu Sinh Sinh bình tĩnh nói, thật sao? Người đàn ông mặc thanh sam cười cười, không nói gì nữa, khẽ nhắm mắt lại. Chu Sinh Sinh nhìn về phía thiên sát và địa sát, các ngươi ai lên trước? Thiên sát đứng dậy. Quỳnh. Hai người vừa chạm vào nhau liền tách ra, sau đó lại nhanh chóng lao vào nhau lần nữa. Trận đại chiến thứ hai bắt đầu. Chương 1054, vậy cậu đến chỉ bảo cho hắn. Ở phía nọ, Diệp Huyên lẳng lặng nằm trên đất, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng đánh nhau giữa mình và người đàn ông mặc thanh sam vừa nãy. Tại một phía khác nơi mà mọi người không nhìn thấy được, Bạch Tiên Sinh cũng đang lặng lẽ đứng trên một phiến lá, sau lưng ông chính là A Quỷ. Ánh mắt Bạch Tiên Sinh chỉ tập trung trên người Diệp Huyên. Lúc này, A Quỷ đột nhiên lên tiếng, là một nhân tài có thể đào tạo, chẳng qua thanh thế quá lớn, nếu như có thể tem tém lại chút thì sẽ tốt hơn. Bạch Tiên Sinh cười nói, có thể được A Quỷ cậu coi trọng thì cũng khá hiếm hoi rồi. A Quỷ trầm giọng nói, lúc trước ta chỉ nghĩ là do vận may của hắn khá tốt, lại sở hữu bảo vật chí tôn kia nên mới có thể được như hiện tại, nhưng vừa nãy. Trên người kẻ đó xuất hiện cả vẻ liều mạng không sợ chết nên ta thích. Bạch Tiên Sinh cười nói, vậy cậu đến chỉ bảo cho hắn. A Quỷ lắc đầu, ta không hợp. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, cậu phù hợp. A Quỷ nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, ông khẽ lên tiếng, kiếm đạo của hắn không phải loại lưu hành rộng rãi. Phi kiếm của hắn thích hợp với công việc sát thủ, nhắm vào mục tiêu cố định hơn. Kiếm đạo của hắn có thể kết hợp với sát đạo của ngươi. A Quỷ im lặng. Bạch Tiên Sinh lại nói, hắn còn có nhiều chỗ có thể thăng cấp, nhưng chính bản thân hắn lại không phát hiện ra, hoặc nên nói là, những gì hắn nhìn thấy chỉ có hạn, nếu như có cậu hướng dẫn thì hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. A Quỷ gật đầu, hiểu rồi, nhưng tại sao Tiên Sinh không đích thân chỉ dạy hắn? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, tính tình của hắn và ta không hợp, ta sợ hắn sẽ bị ta đánh chết. A Quỷ. Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, ở cách đó hơn trăm trượng, có một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng, tay phải đặt sau lưng, trên người mang theo hơi thở thư sinh nho nhã. Bên cạnh người đàn ông đó là một con kỳ lân màu đen đang nằm. Nhìn thấy người kia, Chu Sinh Sinh lập tức nhíu mày, Mạc Tà. Người đàn ông áo trắng không đáp lời Chu Sinh Sinh, hắn ta chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở một nơi khác, Bạch Tiên Sinh khẽ nhíu mày, bởi vì người mà kẻ mặc áo trắng kia đang nhìn chính là ông. Chương 1055, chờ ngươi tới đó. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, thiết nghĩ, chắc hẳn các hạ chính là Bạch Tiên Sinh tiếng tăm lừng lẫy rồi. Bạch Tiên Sinh bước lên trước một bước, sau đó ông đã xuất hiện trước mặt của người đàn ông áo trắng kia. Bạch Tiên Sinh liếc qua người đàn ông áo trắng, hàng mày của ông nhanh chóng nhíu chặt lại lần nữa, bởi vì ông nhìn không thấu người đàn ông trước mắt. Người đàn ông áo trắng cười nói, nghe đồn năm xưa, Bạch Tiên Sinh một mình đánh thẳng tới cửa Ma Kha tộc chúng ta, suýt chút nữa đã phá sập. Ta ngưỡng mộ Tiên Sinh lâu lắm rồi. Bạch Tiên Sinh hờ hững cất tiếng, ngươi chính là Mạc Tà của Ma Kha tộc. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng vậy.
Bạch tiên sinh nhìn thoáng qua con kỳ lân đen bên cạnh Mạc Tà. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch tiên sinh, trong mắt ngập tràn nét u oán, dường như muốn lao thẳng về phía ông. Mạc Tà khẽ vỗ nhẹ lên đầu con kỳ lân, thế là nó lại nằm rạp xuống đất. Ngôn Tình Hoàn. Bạch tiên sinh liếc nhìn Mạc Tà với ánh mắt sâu xa, hắc kỳ lân chính là yêu thú thượng cổ của dị vực, chủ về sát phạt, không ngờ nó lại nhận ngươi làm chủ nhân. Mạc Tà cười nói, ta và nó là bạn bè. Dứt lời, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyên nằm dưới đất cách đó không xa, nói khẽ, hắn chính là người giữ bảo vật chí tôn Diệp Huyên ư. Nói tới đây, hắn ta lại nhìn về phía người đàn ông mặc thanh sam trên đất, có thể đánh được một trận với Tả Thanh, quả nhiên khó lường. Bạch tiên sinh nhìn Mạc Tà hồi lâu, cuối cùng, ông cũng xoay người rời khỏi, quay về trường thành thôi. Đám người chiến quân vội vàng đỡ Diệp Huyên, đi theo sau ông. Chu Sinh Sinh có vẻ không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại lời nói của Bạch tiên sinh. Tả Thanh nói khẽ, vẫn ổn, kiếm của kẻ kia nhanh quá. Mạc Tà khẽ gật đầu, người cũng không tránh được, tất nhiên là nhanh rồi. Dứt lời, hắn ta lại nhìn Thiên Sát và Địa Sát đang đứng một bên, về sau nếu gặp lại kẻ đó, nhớ phải cẩn thận. Cả Thiên Sát lẫn Địa Cát đều gật đầu. Chương 1056, An Lan Tú cũng có thể chất đặc biệt. Thiên Sát thoáng do dự nhưng vẫn nói, lão đại, lúc nào thì chúng ta tới Táng Thiên Trường Thành. Mạc Tà cười đáp, không vội, Ma Kha tộc chúng ta đã đợi cả nghìn năm rồi, cũng chẳng thiếu gì một chút thời gian này. Thiên Sát gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Tà. Ông ta nói, công tử, lần này có một vài kẻ thuộc dị vực đột nhiên tới tinh vực nơi đây, mục tiêu của chúng có thể chính là tên kiếm tu kia. Hơn nữa, chúng không muốn đối kháng chính diện với tinh vực Vị Ương, nên muốn tạm thời liên thủ với Ma Kha tộc chúng ta. Thế nhưng mục tiêu của bọn chúng chỉ là tên kiếm tu kia thôi. Mạc Tà nói khẽ có những ai tới. Ông lão trầm giọng đáp, có hai kẻ có cấp bậc tương đương Thiên Sát và Địa Sát, còn một kẻ khác. Mạc Tà nhìn ông lão, ông ta liền nói khẽ chỉ e cũng gần bằng công tử. Mạc Tà mỉm cười, thú vị đấy. Dứt lời, hắn ta ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa, nói khẽ cung chủ Vị Ương gì đó khá mạnh mà. Mấy kẻ tới từ dị vực tất nhiên vẫn phải cố kỵ nàng ta rồi. Cung chủ Vị Ương. Nghe thấy tên người này, vẻ mặt ông lão kia đột nhiên nghiêm túc hẳn. Chỉ có những cường giả thế hệ trước mới hiểu được sự đáng sợ của người phụ nữ đó. Mạc Tà đột nhiên cất tiếng, đi thôi, đi gặp mấy thiên tài tới từ dị vực kia coi sao. Dứt lời, hắn ta liền quay người rời đi. Ở một nơi khác, Bạch tiên sinh đột nhiên nói, bảo Tiết Bạch Y về đi. A Quỷ lặng lẽ lui xuống. Diệp Huyên cười khổ, trước đây ta còn tưởng mình là người vô địch trong số những người cùng cấp bậc. Trước đó hắn rất ít khi gặp được đối thủ cùng cấp bậc, người duy nhất có lẽ chính là An Lan Tú. Mà An Lan Tú cũng có thể chất đặc biệt. Diệp Linh cũng vậy. Chương 1057, thử xuất chiêu với ta đi. Đại thần tầng 2 đột nhiên cất tiếng, không có ai vô địch trong số những người cùng cấp bậc hết. Người phải nhớ lấy câu nói này, vũ trụ hư vô, không có ai mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Đại thần tầng 2 lại nói, so với mấy tên đã giao chiến cùng ngươi lúc đó, người đàn ông mãi sau xuất hiện mới là khủng bố, cho dù xếp hắn ta vào thần tộc hay minh tộc thì cũng là kẻ xuất chúng trong đám. Diệp Huyên nhíu mày, kẻ mặc áo trăng ư. Đại thần tầng 2 dặn dò, ừ, nếu sau này ngươi gặp lại hắn ta, thì nhất định phải thật cẩn thận. Diệp Huyên khẽ gật đầu, giờ thì hắn cũng coi như được lĩnh giáo sự lớn mạnh của Ma Kha tộc rồi. Nhưng hắn cũng không hề e ngại, trái lại, điều này còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn hơn. Trên đời có biết bao thiên tài, Diệp Huyên hắn nhất định cũng phải chiếm được một vị trí. Đại thần tầng 2 lại bảo, còn cả con hắc kỳ lân bên cạnh hắn ta nữa, đó là một loại dị thú thượng cổ vô cùng hiếm, loài dị thú này ăn ác niệm, thích nuốt tim, huyết mạch của nó không thua gì đế khuyển đâu. Rất mạnh ư. Diệp Huyên im lặng một thoáng, lát sau, dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó,
bèn hỏi, đại thần tầng 2, còn người thì sao? Hắn vẫn chưa quên vị đại thần tầng 2 này thực ra cũng là yêu thú. Đại thần tầng 2 đáp, ta bảo ngươi ta là yêu thú lúc nào? Diệp Huyên sửng sốt, người không phải yêu thú sao? Đại thần tầng 2 nói, cút. Diệp Huyên. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên trong nhà đá, Diệp Huyên liền vội vàng đứng dậy. Người tới chính là A Quỷ. A Quỷ nói, ta tu luyện sát đạo, quỷ đạo, người có bằng lòng theo ta học tập không? Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Huyên lắc đầu. A Quỷ nói, thử xuất chiêu với ta đi. Diệp Huyên thoáng do dự rồi nói, thế thì, không được hay lắm đâu. Nói đến đây, hai ngón tay phải của hắn đột nhiên khép lại, giây tiếp theo, một tia ánh kiếm không tiếng động xuất hiện trước mặt A Quỷ. Chương 1058, rút kiếm định sinh tử. Xoẹt! Một tiếng động xé ngang không khí đột ngột vang lên. A Quỷ đã xuất hiện phía sau Diệp Huyên, tóm lấy bả vai hắn bằng một tay. Diệp Huyên không thể nào động đậy được. Sau đó, A Quỷ giữ lấy Diệp Huyên rồi ném thẳng xuống đất. Rầm. Mặt đất lập tức nứt ra. Diệp Huyên. Rầm rầm rầm. A Quỷ cứ thế đập Diệp Huyên một trận, mặt đất xung quanh nhanh chóng xuất hiện từng cái hố to. Chốc lát sau, Diệp Huyên đã nằm sóng xoài trên đất. Còn A Quỷ thì đứng cách hắn một khoảng không xa. A Quỷ nói, cho ngươi một bài học, trước mặt cường giả thực sự thì bớt chơi trò âm mưu quỷ kế đi. Tất nhiên không phải không thể sử dụng, chẳng qua những lúc như thế thực lực vẫn là trên hết, nếu không có thực lực thì tất thảy âm mưu quỷ kế đều là mây bay cả thôi. Hiểu chưa? Diệp Huyên cười khổ, thực ra ta là một người rất hiểu đạo lý, có gì tiền bối cứ từ từ nói, ta nhất định sẽ lắng nghe mà. A Quỷ lắc đầu, phải chịu đau thì mới nhớ lâu được. Diệp Huyên. A Quỷ nói, đứng dậy. Diệp Huyên vội vàng đứng dậy, hắn cũng không muốn bị đánh nữa đâu. A Quỷ nói, ngươi là kiếm tu, cách tu luyện của ngươi và ta cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngươi có thể tham khảo một vài ưu thế của ta. Nào, giờ xuất chiêu đi. A Quỷ nói, bản chất của chiêu này rất mạnh, thế nhưng lúc ngươi sử dụng thì nó lại kém đi rất nhiều, ngươi có biết tại sao không? Diệp Huyên lắc đầu. A Quỷ nói, lúc trước khi ngươi đánh nhau với gã thanh sam kia, uy lực của chiêu kiếm đó ít nhất cũng mạnh hơn bây giờ vài lần, ngươi có biết lý do không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, nếu lúc đó ta không chống đỡ được thì ắt phải chết, thế nên ta đã dốc hết toàn lực. Chương 1059, khả năng cận chiến kém. A Quỷ nhận xét, không chỉ có vậy, trong chiêu kiếm lúc đó của ngươi còn có cả dũng khí, quyết tâm và ý chí chiến đấu. Còn lần này ngươi xuất kiếm lại chẳng có gì hết. Diệp Huyên im lặng. A Quỷ lại nói, chiêu thức này của ngươi có tiềm năng rất lớn, nhưng phải xem ngươi có thể kích phát ra hay không. Nào, tiếp tục xuất chiêu, cứ coi ta như kẻ địch của ngươi. Kẻ địch. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đút kiếm vào vỏ, sau một thoáng yên lặng bỗng nhiên rút kiếm ra, chém một nhát nữa. Rút kiếm định sinh tử. Lại một kiếm nữa chém xuống, lần này mũi kiếm vẫn bị A Quỷ kẹp lấy vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên lắc đầu, ta không thể phát huy nổi. A Quỷ im lặng một thoáng, sau đó khẽ nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyên nhìn A Quỷ, gã lại bảo, uy lực của chiêu kiếm này được quyết định bởi mức độ phẫn nộ của ngươi. Ngươi càng tức giận, càng muốn giết người thì uy lực của chiêu kiếm càng mạnh. Còn bình thường, uy lực của chiêu kiếm sẽ kém hơn cả phi kiếm của ngươi, có thể nói là chênh lệch rất nhiều. Diệp Huyên im lặng, thật ra hắn cũng phát hiện vấn đề này, bởi vì có những khi chiêu thức này cực kỳ mạnh, nhưng cũng có những lúc chỉ bình thường mà thôi. A Quỷ nói, hạn mức của chiêu kiếm này rất cao, tiềm lực vô tận, thế nhưng, nó lại liên quan đến mức độ tức giận của ngươi, cho nên nhiều khi cũng chẳng có ích gì. Diệp Huyên. A Quỷ bảo, nào. Nói về phi kiếm của người đi. Tốc độ của nó rất nhanh, lực cũng đủ mạnh. Diệp Huyên vội vàng nói, tiền bối cũng cảm thấy phi kiếm của ta đủ mạnh sao? Khả năng cận chiến kém. Diệp Huyên cười khổ, trước đây hắn luôn cho rằng mình có thế mạnh trên phương diện chiến đấu gần. Nhưng qua trận chiến vừa rồi, quả thực hắn vẫn chưa đủ mạnh ở phương diện cận chiến,
đặc biệt là chiêu kiếm rút kiếm định sinh tử, uy lực của chiêu thức có liên quan đến mức độ giận dữ của hắn, quá bất ổn. A quỷ nói, coi ta như kẻ địch, nào, tiếp tục xuất chiêu. Chương 1060, tự ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, giây tiếp theo, hắn cầm kiếm lao nhanh về phía A quỷ, lúc tới trước mặt gã liền chém xuống một nhát. Chiêu kiếm lần này rất nhanh, nhưng tốc độ của A quỷ còn nhanh hơn thế, kiếm chưa chém xuống thì A quỷ đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Vụt! Kiếm của Diệp Huyên chém trúng không khí. A quỷ đã ở sau lưng hắn. Diệp Huyên trầm giọng, tốc độ của người nhanh hơn ta. A quỷ lại nhoáng cái đứng trước mặt Diệp Huyên, chỉ có mỗi vậy thôi. Diệp Huyên nhìn về phía A quỷ, xin tiền bối chỉ giáo. A quỷ nói, đầu tiên, trong giây lát ngươi lại gần, động tác của ngươi đã báo cho ta biết rằng ngươi chuẩn bị xuất kiếm. Mà trong chốc lát đó, trong đầu ta đã có đến mấy cách đối phó. Thứ hai, tốc độ của ngươi không bằng ta. Diệp Huyên. A quỷ lại bảo, trước khi tốc độ của ngươi không bằng người khác, tốt nhất là đừng cho đối phương biết ngươi muốn làm gì. Sở dĩ phi kiếm của ngươi có thể khiến tên áo xanh kia bị thương chính là bởi Tả Thanh không biết ngươi sẽ ra tay lúc nào. Dứt lời, gã lại nhìn Diệp Huyên, điều ngươi cần làm bây giờ đó là, sau khi ngươi rút kiếm đó ra thì sẽ làm gì tiếp theo? Bước tiếp theo ư? Diệp Huyên trầm mặc. Giờ phút này, hắn hơi hơi hiểu ý mà A quỷ muốn truyền đạt rồi. Ý của A quỷ chính là đi một bước nhìn ba bước, thậm chí là 10 bước. A quỷ lại nói, nào, tiếp tục. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lại một lần nữa xuất kiếm. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng luyện tập tay đôi với A quỷ. Trong quá trình luyện tập, Diệp Huyên càng luyện lại càng kinh ngạc, bởi vì A quỷ trước mắt dường như luôn biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị áp chế chặt chẽ tới vậy. Diệp Huyên im lặng nằm trên mặt đất. Trong đầu hắn toàn là cảnh tượng chiến đấu hồi nãy với A quỷ. A quỷ không hề sử dụng bất kỳ kiếm kỹ nào cả, chỉ so sức mạnh và tốc độ mà còn áp chế được hắn. Đặc biệt là ý thức chiến đấu, lúc này hắn mới thực sự biết A quỷ mạnh đến mức nào. A quỷ này chắc chắn đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Chương 1061, thời cơ xuất kiếm vô cùng quan trọng. Ý thức chiến đấu của đối phương quá mức khủng bố. Giờ phút này, Diệp Huyên mới nhận ra được vấn đề của bản thân. Trên phương diện võ đạo và kiếm đạo, hắn vẫn còn non kém lắm. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, tiếp theo liền bắt đầu luyện kiếm, dựa theo từng cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Ở một nơi khác mà Diệp Huyên không nhìn thấy, Bạch Tiên Sinh đang quan sát hắn, mà sau lưng Bạch Tiên Sinh chính là A Quỷ. A Quỷ nói, thứ hắn thiếu chính là khả năng trên phương diện chiến đấu, về phần kiếm đạo cũng như các phương diện khác, ta không có cách nào chỉ điểm được. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, vậy là đủ rồi. Dứt lời, ông liền quay người rời đi. A Quỷ theo sau. Trên đường đi, Bạch Tiên Sinh hỏi, Bạch Y đâu? A Quỷ đáp, đã báo rồi ạ, đang trên đường quay về. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, cả cung chủ cũng sẽ tới. A quỷ trầm giọng hỏi, đám người ma kha tộc có hành động gì sao ạ? Bạch Tiên Sinh bảo, bọn chúng đã không chờ nổi nữa rồi. A quỷ cũng khẽ nói, vậy cũng tốt, tất cả cùng kết thúc thực sự thôi. Dứt lời, gã lại thoáng ngập ngừng, sau đó hỏi, người của dị vực vẫn đang ngấp nghé tên nhóc kia, chắc hẳn bọn chúng quyết định không bỏ qua rồi. Bạch Tiên Sinh thản nhiên cất tiếng, xung quanh vẫn có kẻ đang dòm ngó sao. A quỷ gật đầu, vẫn còn vài tên ạ. Bạch Tiên Sinh nói, giết. A quỷ khẽ gật đầu, im lặng lui xuống. Tóm lại, sau lần đối chiến với gã đàn ông áo xanh và luyện tập tay đôi cùng A quỷ, sự thấu hiểu của hắn đã được nâng lên. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên một giọng nói từ trong tháp giới ngục vang lên, huynh. Huynh. Diệp Huyên lập tức sững người, giây tiếp theo, hắn lập tức tiến vào tháp giới ngục. Chương 1062, phải điên cuồng tu luyện. Bên trong tháp, Diệp Huyên nhìn thấy Diệp Liên, cô bé nhào vào ngực Diệp Huyên, ôm lấy hắn thật chặt.
Cảm nhận được dòng nước mắt trước ngực mình, Diệp Huyên mỉm cười, nhưng nhanh chóng biến thành vừa khóc vừa cười. Diệp Liên là người quan trọng nhất trên đời này của hắn. Lúc này, giọng của tiểu hồn cũng vang lên, tiểu chủ, nàng ấy vẫn còn yếu lắm, nhất định phải tiến vào bản thể nội tu của ta nuôi dưỡng một thời gian, để tránh việc xảy ra về mặt linh hồn sau này. Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía tiểu hồn, muội ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy, linh hồn của cô bé vẫn hơi suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Liên. Diệp Liên khẽ mỉm cười, huynh, nhìn thấy huynh rồi, thật tốt quá. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Diệp Liên, lần này, ta cam đoan với muội, tuyệt đối sẽ không để muội chịu tổn thương thêm nữa. Diệp Liên khẽ nói, huynh, muội muốn trở nên mạnh hơn, phải trở thành người rất mạnh. Dứt lời, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, huynh muội chúng ta cùng nhau mạnh hơn nhé, có được không? Diệp Huyên cười đáp, tất nhiên rồi. Sau khi trò chuyện với Diệp Liên một lát, hắn đành chia tay để Diệp Liên tiến vào trong kiếm trấn hồn, bởi vì hắn chợt nhận ra sắc mặt Diệp Liên bắt đầu trở nên trắng bệch, có vẻ không ổn rồi. Mà sau khi Diệp Liên vào trong kiếm trấn hồn, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một luồng ánh kiếm cứ thế xuyên thẳng trong bầu trời sao mịt mờ. Bên trong ánh kiếm đó là một thanh kiếm, mũi kiếm ấy cứ thế đâm thẳng vào trời sao vô tận, rồi di chuyển khắp nơi trên cả tinh vực rộng lớn. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm kia bỗng nhiên dừng lại rồi đột ngột chuyển hướng, giây tiếp theo nó đã xuất hiện ở điểm cuối của trời sao. Thêm một lát nữa, nó đã ở trước một cái động đen, rồi lao thẳng vào trong cái động lớn kỳ quái đó. Đến khi xuất hiện lại thì nó lại ở một tinh vực khác rồi. Chương 1063, nhất là khả năng đánh cận chiến. Giữa tinh hà, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngừng động tác lại. Người đàn ông trung niên vừa xoay người thì một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy thanh kiếm này, người đàn ông trung niên chợt sững người, có hơi ngạc nhiên, là ngươi. Thanh kiếm khẽ run lên như thể đang hỏi gì đó. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chưa từng gặp. Thanh kiếm run lên, khẽ phát ra tiếng động trầm thấp. Người đàn ông trung niên hỏi, sao phải vội như vậy? Thanh kiếm lại rung như đang bày tỏ điều chi. Sau một lúc, người đàn ông trung niên khẽ nói, tháp đó. Nói rồi ông ta hơi trầm ngâm, một lúc sau, ông ta lại nhẹ giọng nói, người đi tìm nàng ta. Thanh kiếm cũng không rời đi mà đứng im tại chỗ. Người đàn ông trung niên khẽ cười, chuyện về cái tháp đó, ta sẽ đến giải quyết. Nghe vậy, thanh kiếm xoay mình trực tiếp biến mất nơi tinh hà xa xôi mờ mịt. Người đàn ông trung niên đứng tại chỗ quay người nhìn nơi tinh hà xa xôi, ở góc xa xôi tận cùng, ông ta nhìn thấy một cây cầu tinh không vắt ngang qua tinh hà, mà ở điểm cuối cây cầu ấy có vài luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Yên lặng một lúc, người đàn ông trung niên mới biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một âm thanh ở trên cây cầu nơi tinh hà xa xôi đó vang lên, có người đánh sao. Tại Táng Thiên Trường Thành. Trong dãy núi, một âm thanh chói tai xé gió vang lên không ngừng. Diệp Huyên vẫn đang luyện chiến đấu cùng A Quỷ. Mà đối với Diệp Huyên thì hắn vừa đau vừa sướng. Vì hắn cảm nhận rõ ràng bản thân đang thay đổi. Nhất là về phương diện chiến đấu, lúc nào nên xuất kiếm, lúc nào nên lùi, lúc nào nên tiến. Cứ như vậy, nửa tháng sau. Sáng sớm hôm nay, A Quỷ lại đến trước mặt Diệp Huyên. Bỗng nhiên, Diệp Huyên rút kiếm ra, mà ngay khoảnh khắc hắn rút kiếm thì có một tia kiếm lẳng lặng lóe lên. Mà lúc này, A Quỷ ở trước mặt hắn đột ngột biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng hắn. Chương 1064, thật sảng khoái. Nhưng vào giây phút ấy, vốn dĩ Diệp Huyên đang định chém một kiếm về phía trước thì chợt xoay người ra sau chém xuống. Đúng hơn là, hắn muốn chém một kiếm này ra phía sau. Một kiếm chém xuống. Ầm. Một âm thanh vang lên, một cái bóng chớp nhoáng xuất hiện cách đó mấy trượng. Chính là A Quỷ. A Quỷ nhẹ giọng nói, dương đông kích tây. Không tệ. Diệp Huyên nhếch miệng cười, đang định nói thì lúc này đột nhiên A Quỷ biến mất.
Ầm. Cả người Diệp Huyên lập tức bị đánh bay ra ngoài cả trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi mạnh xuống một tảng đá lớn. A quỷ đi đến trước mặt Diệp Huyên, cho phép ngươi thả lỏng rồi sao? Diệp Huyên. A quỷ nói khẽ, nhớ rõ, ở nơi này, lúc nào ngươi cũng phải duy trì cảnh giác, cũng phải chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị người ta giết. Diệp Huyên chậm chậm bò dậy, nhẹ giọng nói, tiền bối, Ma Kha tộc sắp có hành động gì rồi sao? A quỷ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ở tinh vực Vị Ương sẽ có rất nhiều người đến đây, mà ngươi cũng phải chuẩn bị chút đi, vì có khả năng Ma Kha tộc sẽ gây ra động tĩnh lớn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. A quỷ quay người rời đi. Còn ở đây, Diệp Huyên khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra một quả trái cây, đây là quả kỳ dị, là quả mà ngày đó hắn với chiến quân và cả chọc đã lấy được. Mà sau khi lấy được, bởi vì chuyện của đường béo mà ba người bọn họ gần như đã quên mất chuyện này. Tăng cường thể chất. Thân thể hắn đã trải qua máu rồng mài giũa, phát triển phí thường, thế nhưng so với những người ở đây, nhất là với đám người chiến quân thì hắn vẫn còn chênh lệch chút ít, mà so với thiên sát ngày hôm đó thì không chỉ chênh lệch một chút thôi đâu. Hắn bây giờ phải dùng hết mọi cách để nâng cao sức mạnh mọi phương diện của bản thân. Diệp Huyên ăn quả kỳ dị đó, rất nhanh, một luồng năng lượng thuần khiết bắt đầu lan ra từ bên trong cơ thể hắn, luồng năng lượng này đã bị cơ thể hắn hấp thu rất nhanh. Thật sảng khoái. Đây chính là cảm giác lúc này của hắn, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác sảng khoái đó lại biến thành khô nóng giống như có ngọn lửa đang thổi bừng lên. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng chừng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy. Nhưng lúc này quần áo trên người hắn đã hóa thành cho bụi. Diệp Huyên cúi đầu nhìn cơ thể của mình, lúc này da rẻ trên người hắn đã có những thay đổi kỳ lạ. Có tác dụng. Trong lòng Diệp Huyên vui mừng, lại tiếp tục lấy ra một quả kỳ dị nuốt xuống. Rất nhanh, cả táng thiên trường thành đều chấn động. Nhóm người chiến quân đều xuất hiện trên tường thành. Diệp Huyên. Trong sân. Mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng không tìm thấy Diệp Huyên. Chương 1065, cứ vậy mà chết rồi. Chiến quân nói, ta đi tìm hắn. Nói xong, hắn ta quay người biến mất nơi cách đó không xa. Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương thường hay xảy ra mấy chuyện thách đấu lẫn nhau như vậy, mà hai bên vẫn phải tuân theo nguyên tắc đó chỉ là đấu một mình, một đấu một, bất kỳ ai cũng không được xen vào. Qua nhiều năm như vậy, hai bên đều không phá bỏ quy tắc. Không ai phá bỏ quy tắc, bởi vì hai bên đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đương nhiên, nếu cảm thấy không đánh lại thì có thể không cần đi xuống. Không lâu sau đó, chiến quân dẫn Diệp Huyên đến trên tường thành. Diệp Huyên nhìn xuống bên dưới, hắn không quen biết người đàn ông bên dưới, mà người đàn ông này cũng không phải là người đàn ông mặc thanh sam từng đến với thiên sát, địa sát. Có khả năng không phải là người của Ma Kha tộc. Diệp Huyên suy đoán trong lòng. Lúc này, chiến quân bên cạnh hắn trầm giọng nói, Diệp Huynh, Huynh có thể lựa chọn là không xuống, nhưng mà ta vẫn đề nghị là Huynh nên xuống. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, phàm là Ma Kha tộc đến khiêu chiến, trước giờ chúng ta chưa từng e sợ bao giờ. Ngay lúc này, người đàn ông bên dưới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên. Tên giơ ngón tay cái về phía Diệp Huyên nhưng ngay sau đó, ngón tay cái lại xoay ngược, chĩa xuống dưới đất. Cả người Diệp Huyên nhoáng lên, lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông, tay phải người đàn ông khẽ nắm chặt, một luồng khí thế mạnh mẽ bất chợt tràn ra từ trong cơ thể hắn. Thánh cảnh! Người đàn ông nhếch miệng cười, đang định ra tay thì ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, khí thế thật mạnh mẽ. Khí thế mạnh mẽ như vậy thì ta chưa từng gặp bao giờ. Chắc chắn ngươi không phải người của Ma Kha tộc, chúng không thể có tài năng yêu nghiệt như ngươi được. Nghe vậy, người đàn ông chợt ngây người, sau đó cười lớn một tiếng, ngươi đoán đúng rồi, ta không phải là người của Ma Kha tộc, ta là. Lúc này, sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi hẳn, hai tay đột nhiên chập lại thành ở trước ngực. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng vang lên. Mà ngay sau tiếng nổ vang dội xảy ra, trên sân đột nhiên lại trở nên yên tĩnh hẳn. Cứ vậy mà chết rồi. Diệp Huyên quay về trên tường thành, yết hầu chiến quân khẽ động, Diệp Huynh. Diệp Huyên khẽ cười, hắn khẽ gập đầu ngón tay,
Một cái nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt chiến quân, đây là quả kỳ dị, phần của huynh và chọc đều để bên trong này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương 1066, tự bản thân phát hiện. Chiến quân hơi giật mình nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn ta liếc nhìn thi thể người đàn ông bên dưới, lúc này vẫn còn chưa định thần lại. Đừng nói đến chiến quân mà cả mấy người trên tường thành cũng chưa kịp định thần lại. Bởi vì bọn họ cũng không biết Diệp Huyên đã ra tay lúc nào. Một bên khác, trên tường thành, Bạch Tiên Sinh lặng lẽ nhìn xuống bên dưới, cậu dạy hắn sao? Sau lưng Bạch Tiên Sinh, A Quỷ trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, kiểu chiêu thức xảo trá như vậy, sao ta có thể dạy ra chứ? Bạch Tiên Sinh khẽ lắc đầu, không giống với kiếm tu mà ta đã từng thấy. A Quỷ. Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, người dị vực đã liên thủ với Ma Kha tộc rồi. A Quỷ gật đầu, thiên tài của dị vực đã gia nhập Ma Kha tộc, trước mắt, xem ra mục tiêu của bọn chúng chính là tên nhóc kia. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, người dị vực sẽ không quan tâm đến quy củ, trong thời gian này cậu chú ý một chút, tránh cho bọn họ chó cùng rứt dậu. A Quỷ gật đầu rồi lặng lẽ lui đi. Sau khi A Quỷ rời đi, Bạch Tiên Sinh trần trừ chốc lát sau đó lại quay người biến mất ở nơi xa. Trong núi, Diệp Huyên đang luyện kiếm thì bỗng xoay người, cách đó không xa, Bạch Tiên Sinh đang lặng lẽ đứng đó. Diệp Huyên vội vàng thi lễ, Bạch Tiên Sinh. Đối với người trước mặt, hắn vẫn rất tôn kính, bởi vì nếu không nhờ đối phương thì có thể hắn đã chết trong tay đám cao thủ kia rồi. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, ta phát hiện ra, ngươi là Lăng Không Cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, cảnh giới thật sự của ngươi cũng chẳng phải là Lăng Không Cảnh, ngươi là đang tu luyện ngược. Diệp Huyên nói, đúng vậy. Bạch Tiên Sinh hỏi, tại sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó cũng đi theo. Trên đường đi, Bạch Tiên Sinh trầm mặc một lúc lại nói, người đàn ông Thanh Sam trước đây từng giao đấu với ngươi tên là Tả Thanh, hắn là linh thể trời sinh, là thánh cảnh, nhưng cũng chẳng có thực lực tương đương thánh cảnh. Diệp Huyên nhìn Bạch Tiên Sinh, linh thể trời sinh. Bạch Tiên Sinh gật đầu, rất khó giết chết, còn nhớ tình huống khi hắn ta dùng đao không? Chương 1067, ta cũng không hề biết nàng ấy. Diệp Huyên nói, nhớ. Bạch Tiên Sinh nói, hắn tập hợp vạn linh vạn vật từ cả trời đất, chuyện này chỉ tạo hóa cảnh mới có thể làm được, nhưng hắn ta làm được rất dễ dàng. Diệp Huyên trầm giọng, người muốn nói gì với ta? Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, người rất ưu tú, nhưng còn có rất nhiều người vô cùng ưu tú giống vậy, nhất là Ma Kha tộc, đây là một chủng tộc khiến cho ta kính nể. Vẻ mặt Diệp Huyên kinh ngạc, người kính nể Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh dừng bước, lúc này Diệp Huyên mới phát hiện bọn họ đã đến trước một ngôi mộ. Bạch Tiên Sinh nói, bên trong ngôi mộ, là một người của Ma Kha tộc. Nói xong, giọng ông chợt nhẹ nhàng, năm đó, ta và cung chủ với cả lão cao cũng nhau đánh giết Ma Kha tộc. Trong trận chiến đó, vốn dĩ chúng ta đã gần như tiêu diệt hoàn toàn Ma Kha tộc thế nhưng, người trong ngôi mộ này đã ngăn cản chúng ta. Trận chiến đó, hắn mang theo 12 chiến tướng của Ma Kha tộc, 12 người cộng thêm hắn, toàn bộ đều tự nổ, từng người liên tiếp tự nổ. Tự nổ. Diệp Huyên im lặng, trong lòng giống như thủy triều đang trào dâng. Ngôn tình hay. Hắn không thấy cảnh tượng cuộc chiến năm đó nhưng có thể tưởng tượng ra được, cảnh tượng năm đó ở Ma Kha tộc vô cùng bi tráng. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, về Ma Kha tộc, điều đáng sợ nhất của chúng chính là có tín niệm, có tâm huyết. Nói xong, ông quay đầu nhìn Diệp Huyên, mà điểm này cũng chính là thiếu sót của tinh vực vị ương chúng ta. Diệp Huyên trần trừ rồi nói, Tiên Sinh, thứ cho ta hỏi một câu có thể rất ấu trĩ, hai bên không thể ngồi xuống đàm phán sao? Bạch Tiên Sinh khẽ cười, không ấu trĩ đâu, bởi vì năm đó chúng ta cũng đã từng nghĩ như vậy, tiếc là luôn có một vài chuyện đã định sẵn không thể thương thảo được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bạch Tiên Sinh cười nói, ngươi mang bảo vật trên người, mà có người cứ muốn chiếm bảo vật của ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể nói chuyện với bọn họ không? Diệp Huyên trầm mặc. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, cung chủ đã trấn áp những thế lực đó. Mà nàng ấy để ngươi ở đây,
thứ nhất là để bảo vệ ngươi, thứ hai là sợ ngươi ở Vị Ương Thành sẽ gây ra mâu thuẫn cho các thế lực khắp nơi. Cung chủ. Diệp Huyên trầm giọng, ta cũng không hề biết nàng ấy. Bạch Tiên Sinh cười nói, có lẽ nàng ấy biết ngươi. Chương 1068, nhưng tốc độ lại hơi chậm. Diệp Huyên lắc đầu cười, có lẽ vậy. Bạch Tiên Sinh tiếp tục đi về phía trước, mà Diệp Huyên lại chậm chậm theo sau. Một lúc sau, Bạch Tiên Sinh dừng chân, cười nói, suýt nữa đã quên chuyện chính. Nói xong, ông chỉ tay vào một cây đại thụ cách đó trăm trượng, từ đây cho đến chỗ kia có khoảng cách trăm trượng, để ta xem kiếm của ngươi nhanh đến thế nào. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó ngón tay khẽ chạm vào nhau, trong chớp mắt, một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống trên thân cây cách đó trăm trượng. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, khí đạt đến cực hạn, không gian cũng cực hạn, kiếm của ngươi nếu so với cùng cấp bậc thì quả thực rất nhanh, nhưng vẫn còn một chút thiếu sót, ngươi còn có thể nhanh hơn. Diệp Huyên vội thi lễ, xin Tiên Sinh chỉ giáo. Bạch Tiên Sinh nói, linh hồn. Nói rồi ông nhìn Diệp Huyên, bên trên là thần hồn cảnh, mà cảnh giới này chú trọng đến tinh thần và thần hồn, hai loại sức mạnh này thì có lẽ ngươi cũng vừa mới tiếp xúc, vẫn chưa thấu hiểu triệt để, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, trong lòng vô cùng khâm phục Bạch Tiên Sinh, không ngờ đối phương chỉ liếc mắt đã nhìn thấu được hắn rồi. Bây giờ hắn quả thực là vừa mới bắt đầu nghiên cứu lực tinh thần và thần hồn. Bạch Tiên Sinh cười nói, thiên phú của Tả Thanh kia chưa chắc đã cao hơn ngươi, thế nhưng hắn có một thứ mà ngươi không có, đó chính là khi hắn tu luyện, từ đầu đến cuối đều có cao thủ ma kha tộc giải thích cho hắn. Thần hồn như vậy, người thường có thể phải cần đến 3, 4 năm mới có thể nghiên cứu triệt để, mà bọn họ lại có người chỉ điểm, có thể chỉ cần một ngày là đủ. Diệp Huyên gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay, lập tức có một tia kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay. Sau một lát, hắn lại mở lòng bàn tay, kiếm khí đã biến mất, mà cây đại thụ cách đó trăm trượng lại bị một luồng kiếm quang xuyên qua. Nhưng tốc độ lại hơi chậm. Diệp Huyên nhìn Bạch Tiên Sinh, ông khẽ nói, bây giờ ngươi chỉ dùng hồn lực và lực tinh thần, vì vậy tốc độ kiếm khí không so được với lúc thân thể và linh hồn ngươi dung hợp. Mà chuyện bây giờ người cần làm chính là tu luyện hồn lực và lực tinh thần cho tốt, tách ra tu luyện. Vì nếu không tách ra thì thân thể của ngươi có thể xem như là một hạn chế đối với những thứ đó. Chương 1069, đây là có ý gì? Diệp Huyên khẽ nói, ta hiểu rồi. Bạch Tiên Sinh nói tiếp, yên tâm tu luyện đi, nơi này sẽ không có ai đến làm phiền ngươi. Nói rồi ông quay người rời đi. Diệp Huyên bắt đầu tu luyện ở đây. Sau khi Bạch Tiên Sinh đi đến bên kia thì A Quỷ xuất hiện sau lưng ông. A Quỷ trầm giọng nói, Tiên Sinh muốn bồi dưỡng hắn. Bạch Tiên Sinh gật đầu, mặc dù Chu Sinh Sinh không kém hơn Tả Thanh nhưng hắn bắt buộc phải đối phó với thiên sát và địa sát, mà Tả Thanh này chỉ có thể làm hắn đến đây. A Quỷ nói, còn Mạc Tà kia. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng đáp, người này ta nhìn không thấu. A Quỷ thấp giọng nói, Bạch Y so với hắn thì có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Bạch Tiên Sinh nói, 40, có thể thấp hơn. Sắc mặt A Quỷ khẽ thay đổi, tại sao? Bạch Tiên Sinh nói, bởi vì bên cạnh hắn ta có một con ác kỳ lân, con thú này ăn ác niệm, nuốt tim người, sức chiến đấu không hề kém hơn cao thủ tạo hóa cảnh, hơn nữa con thú này vẫn còn nhỏ, nếu như trưởng thành thì... Nói rồi ông khẽ lắc đầu, ta không biết phải thu phục con thú này thế nào. A Quỷ trầm mặc. Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, nếu như nàng ấy vẫn còn. A Quỷ vẫn im lặng. Nàng ấy. Năm đó chính là thiên tài yêu nghiệt nhất ở Táng Thiên Trường Thành, ngay cả vị họa sư kia cũng vô cùng tán thưởng, còn muốn nhận làm đồ đệ. Đáng tiếc. Không cần quá lo lắng, cứ tin vào Bạch Y. Nói xong ông xoay người đi mất. A Quỷ quay đầu nhìn Diệp Huyên đang luyện kiếm cách đó không xa, sao ta lại thấy càng tin tưởng tên nhóc này hơn nhỉ? Nói rồi gã khẽ lắc đầu rồi rời đi. Ở phía xa, Diệp Huyên bắt đầu dùng linh hồn điên cuồng tu luyện, mà sau khi linh hồn và thân thể hắn tách ra thì hắn cũng phát hiện ra quả thực có chút khác biệt. Chính là thần thức và lực tinh thần của hắn càng mạnh hơn so với lúc có thân thể.
Thế nhưng sức lực tổng thể thì không mạnh bằng khi có thân thể, chỉ có ở phương diện lực linh hồn và lực tinh thần thì tương đối mạnh. Nghe vậy Diệp Huyền cũng ngây người. Đây là có ý gì? Có nghĩa là, hắn sẽ có thể cắn nuốt sức mạnh linh hồn hoài mà không hết. Chương 1070, Nhất Kiếm Định Hồn. Mà cắn nuốt những hồn lực này thì linh hồn hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này tiểu hồn lại nói, tốt nhất là tiểu chủ đừng hấp thụ nhiều, những linh hồn này đều không phải linh hồn tinh khiết, nếu hấp thụ nhiều thì có thể khiến tiểu chủ sẽ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, cũng chính là nhân cách phân liệt, đến lúc đó tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Diệp Huyên hỏi, nghiêm trọng thế nào? Tiểu hồn im lặng một lúc lại nói, có thể sẽ khiến tiểu chủ xuất nhiều tính cách, nhiều suy nghĩ. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cũng nghiêm trọng. Tiểu hồn lại nói, đương nhiên chỉ cần tiểu chủ hấp thụ một cách vừa phải thì sẽ không có vấn đề gì. Với cảnh giới và thực lực bây giờ của tiểu chủ thì có thể hấp thu nhiều nhất là 10.000 linh hồn. Sau khi hấp thu những linh hồn này thì linh hồn lực của tiểu chủ có thể trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, nếu tiểu chủ dùng trạng thái linh hồn để chỉ huy ta thì có thể phát huy được sức mạnh của ta tốt hơn. Thế nhưng, nếu không có thân thể để gửi gắm thì linh hồn lực của tiểu chủ cũng chẳng mạnh bao nhiêu, ôi! Đây chính là mâu thuẫn. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau lại nói, có cách nào để trọn vẹn được không? Tiểu hồn nói, có, chính là linh hồn tiểu chủ phải được tu luyện đến một trình độ nhất định, linh hồn và thân thể đều mạnh tương đương nhau, linh hồn và thân thể sẽ đạt đến mức cân bằng hoàn hảo. Đáng tiếc là, với tình hình của tiểu chủ hiện tại, căn bản không cách nào đạt đến được cấp độ này. Diệp Huyên thấp giọng nói, không thử thì làm sao biết không được chứ. Nói xong, Diệp Huyên bắt đầu cắn nuốt linh hồn trong kiếm hồn. Những linh hồn này đa phần đều là kẻ thù trước đây của hắn, vì vậy hắn hấp thu mà chẳng cảm thấy tội lỗi gì. Sau khi những linh hồn rồi rào đó được Diệp Huyên hấp thu, Diệp Huyên lại cảm thấy linh hồn mình bắt đầu có những thay đổi, một chút thay đổi nhỏ. Ước chừng một canh giờ sau, đột nhiên giọng nói tiểu hồn vang lên, tiểu chủ, đủ rồi. Diệp Huyên vội dừng lại, hắn tham lam hít sâu một hơi, cảm giác nuốt chiếm lấy linh hồn này thực sự quá kỳ diệu. Hắn vẫn muốn hấp thu tiếp, nhưng hắn vẫn ép buộc bản thân ngừng suy nghĩ này lại. Con người, thường chết vì lòng tham của chính mình. Diệp Huyên đứng dậy, tay hắn cầm kiếm chấn hồn chém về phía trước, một kiếm chém xuống, không gian như trang giấy mỏng lập tức bị xé rách. Giống như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên vươn người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Đây là kiếm kỹ mà cô gái váy trắng dạy cho hắn. Kiếm này vừa xuống thì lại im hơi lặng tiếng, không có chút động tĩnh nào. Diệp Huyên sững người. Diệp Huyên vội nói, dừng dừng dừng, chúng ta không thảo luận vấn đề này. Tiểu hồn. Sau một lúc, Diệp Huyên lại bắt đầu tu luyện. Nhưng lần này hắn không chỉ đơn thuần tu luyện linh hồn, mà là tu luyện thân thể với linh hồn cùng nhau. Vì thế, trong sân xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, linh kiện Diệp Huyên lúc thì dung hợp với thân thể lúc lại tách ra đơn độc, lúc này, Diệp Huyên lại không giống như là một người mà là hai người. Chương 1071, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Dưới ánh trăng, một mình Diệp Huyên lẳng lặng tu luyện, sau khi bắt đầu tu luyện linh hồn. Diệp Huyên mới phát hiện điểm mạnh thật sự của tiểu hồn. Lực sát thương của tiểu hồn với linh hồn thật sự quá lớn. Đặc biệt là khi thêm vào chiêu nhất kiếm định hồn của hắn, có thể nói, hắn tự tin rằng mình có thể giết chết một tạo hóa cảnh trong nháy mắt. Đương nhiên hắn cũng không xem thường bất kỳ ai. Diệp Huyên càng luyện tập càng hưng phấn, vì hắn phát hiện phân chia và kết hợp linh hồn với thân thể có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Ví dụ như lúc hắn rút kiếm ra, linh hồn đột nhiên rời khỏi cơ thể, vốn dĩ là thân thể ra tay lại có thể đổi thành linh hồn ra tay, dưới tình huống này, có thể khiến cho đối thủ không kịp chuẩn bị. Đương nhiên cũng có một vấn đề, đó là sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể, thân thể phải tránh bị người ta hủy diệt. Vì thế, hắn nhất định phải nhanh hơn, phải đánh cho đối phương không có sức đánh trả. Nhanh! Đây là điều quan trọng nhất với hắn. Cứ thế, từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, ngày càng có nhiều cao thủ đi tới Táng Thiên Trường Thành, đều là từ tinh vực Vị Ương.
Ngoài ra còn có một người cũng tới. Đó chính là Độc Cô Huyên. Trong dãy núi, khi nhìn thấy Diệp Huyên, Độc Cô Huyên lập tức nở nụ cười. Diệp Huyên đi tới trước mặt Độc Cô Huyên, cười khẽ, mẫu thân. Khúc mắc trong lòng hắn đã được tháo bỏ từ lâu rồi. Trên đời này, hắn chỉ còn lại hai người thân, một là muội muội, một là người phụ nữ trước mặt. Ngôn tình hay. Hắn không muốn vì sự bốc đồng của mình mà làm tổn thương đến bất cứ một ai, đặc biệt là người thân của mình. Độc Cô Huyên nhẹ nhàng vuốt va gò má của Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, chịu khổ nhiều lắm phải không? Diệp Huyên cười nói, không sao ạ. Độc Cô Huyên cười khẽ, sau đó nói, Liên Nhi. Rất lâu sau đó, Độc Cô Huyên mới cất ngọc bội, nhẹ giọng nói, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Độc Cô Huyên cũng không phát hiện, ngọc bội trong tay mình đột nhiên rung lên. Ở một nơi nào đó trên tường thành của Táng Thiên Trường Thành có một cô gái đang đứng yên, gió núi thổi tới, váy dài của nàng ta nhẹ nhàng tung bay, bóng dáng thướt tha. Chương 1072, cẩn thận một chút. Bên cạnh cô gái còn có một người đàn ông trung niên. Người đó chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, người của dị vực cũng tham gia vào rồi. Cô gái nhìn về phía chân trời xa xa, đến vì hắn sao? Bạch Tiên Sinh gật đầu. Cô gái hỏi, hắn sao rồi? Bạch Tiên Sinh đáp, thiên phú không tệ, thực lực phát triển hơn lúc trước không ít. Cô gái gật đầu, sau đó nhìn về phía xa, nơi đó chính là Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh đột nhiên cất lời, họa sư. Cô gái nhẹ giọng nói, không có nàng ta, chúng ta cũng có thể làm được. Bạch Tiên Sinh gật đầu, cho dù thế nào thì cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cô gái đột nhiên nhìn xuống dưới, cách đó không xa có một người đàn ông đang đi về phía Táng Thiên Trường Thành. Bạch Tiên Sinh nói, người dị vực, có lẽ là đến tìm hắn. Cô gái gật đầu, nàng ta đột nhiên nhíu mày, Bạch Tiên Sinh nhìn người đàn ông bên dưới. Sau đó, ông cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Người đàn ông bên dưới đi tới dưới tường thành, gã nhìn lên Táng Thiên Trường Thành, cười khẽ, Diệp Huyên có ở đây không? Giọng nói không lớn, nhưng gần như tất cả mọi người của Táng Thiên Trường Thành đều nghe thấy, giống như có ma lực vậy. Diệp Huyên cũng nghe thấy. Trên tường thành, vẻ mặt cô gái không chút cảm xúc, người nọ tu luyện bí thuật thượng cổ. Bạch Tiên Sinh gật đầu, người của dị vực đến thật rồi. Trên tường thành nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người. Lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy xuống tường thành, người nọ chính là chiến quân. Chiến quân quan sát người đàn ông, gã mặc trường bào rộng lớn màu trắng, trên trường bào có thêu một vài hoa văn không biết tên. Người đàn ông nhìn chiến quân một cái, lắc đầu, người không phải Diệp Huyên. Chiến quân nhẹ giọng nói, các người vẫn chưa chịu thôi à? Cứ nhằm mãi vào một người là sao? Đến đây, để ta đánh với các người một trận. Nói xong, hắn ta lập tức muốn ra tay, mà đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh, để ta. Vụt! Người hắn lập tức biến thành một đường đen biến mất, người đàn ông ở phía xa híp hai mắt lại, một giây sau, gã mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay ra, sau đó, trước mặt gã xuất hiện một tấm chắn màu vàng. Lúc này, kiếm cương của Diệp Huyên đã đến. Chương 1073, sức mạnh quá đáng sợ. Tấm chắn màu vàng chấn động kịch liệt, Diệp Huyên liên tục lùi về sau. Lúc này, người đàn ông làm ra một thủ ấn kỳ lạ, sau đó, gã đưa hai tay sang một bên, mở thiên môn. Dứt lời. Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, vô số năng lượng tối lập tức bao phủ lấy không gian. Những năng lượng tối này nuốt chửng mọi thứ như một cái hố đen. Phía xa, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, sau khi lùi được trăm trượng, hắn phát hiện không gian xung quanh mình lại nứt ra, sau đó, vô số năng lượng tối muốn nhấn chìm lấy hắn. Diệp Huyên dừng bước, hắn giẫm nhẹ chân phải một cái, đạo tắc không gian lặng lẽ ngưng tụ ở giữa lông mày, một giây sau, Diệp Huyên quát khẽ, đóng. Dứt lời. Không gian đang nứt ra xung quanh đột nhiên khép lại. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông khẽ nhíu mày, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt gã híp mắt lại,
không chọn đối đầu trực diện mà nhẹ giọng nói, thần hành. Vừa cất lời, gã lập tức biến thành một vệt sáng rồi biến mất. Diệp Huyên cau mày, vì lúc này, không ngờ hắn lại không cảm nhận được đối phương. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, xoay người chém một kiếm xuống, thanh kiếm còn chưa chém xuống, một bàn tay đã đánh lên ngực hắn. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, lúc này, một tia sáng chợt lóe lên trước mặt hắn. Tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên biết lúc này mình không thể nào tránh thoát được, linh hồn của hắn lập tức rời khỏi cơ thể, một bàn tay đã kề sát trước ngực hắn, nhưng hắn đã chém một kiếm xuống. Phụt! Một cánh tay bay thẳng ra ngoài. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cách đó trăm trượng, lúc này, sắc mặt gã tái nhợt. Ở phía xa, linh hồn của Diệp Huyên trở về trong thân thể, vừa mới quay lại, khóe miệng hắn đã tràn ra một đường máu tươi. Hắn nhìn người đàn ông kia, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, chiêu kiếm của hắn khi nãy là nhằm vào đầu đối phương, tiếc là đối phương quá nhanh, chỉ chém đứt một tay thôi. Ở nơi nào đó trên tường thành, cô gái nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, thân thể và linh hồn tách ra, thú vị đấy. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức nứt toác. Sức mạnh quá đáng sợ. Diệp Huyên hoảng hốt, không dám khinh thường, hắn đột nhiên rút kiếm. Rút kiểm định sinh tử. Chương 1074, tiếc cho bí thuật thượng cổ này. Chém xuống một kiếm. Diệp Huyên lập tức lùi lại cả trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, người đàn ông kia đã xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, sau đó là đánh một quyền về phía mặt hắn. Một quyền đấm ra, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức nứt ra như mạng nhện. Không thể lùi được nữa. Diệp Huyên cũng không nghĩ tới việc rút lui, vì tốc độ của đối phương vượt xa hắn, nếu hắn rút lui, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, Diệp Huyên lựa chọn liều mạng với đối phương. Diệp Huyên rút kiếm chém xuống, nhưng khi thanh kiếm một chém vào nắm đấm của người đàn ông, linh hồn của hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông híp mắt lại, vội vã thu quyền, vì thanh kiếm đã đi tới giữa lông mày gã. Kiếm dài hơn quyền. Nếu gã không thu tay lại, gã có thể đánh vỡ thân thể của Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên lại có thể xuyên kiếm qua giữa lông mày gã. Gã không chọn liều mạng với Diệp Huyên, vì không đáng, chủ tu của gã không phải là linh hồn, nếu để kiếm của Diệp Huyên xuyên qua giữa lông mày gã rất có thể sẽ chết, mà Diệp Huyên nhiều nhất chỉ bị mất thân thể thôi. Người đàn ông rụt tay về. Một kiếm của Diệp Huyên chém xuống, người đàn ông lập tức lùi nhanh. Cô gái trên tường thành lắc đầu, người kia thua rồi. Tiếc cho bí thuật thượng cổ này. Bạch tiên sinh nhìn xuống dưới, sau khi dùng một chiêu kiếm chém lùi người đàn ông, linh hồn của Diệp Huyên lại quay về thân thể một lần nữa. Một giây sau, hắn đã xuất hiện trước mặt người đàn ông, lại chém xuống một kiếm. Người đàn ông giơ cánh tay lên chặn lại. Oanh! Người đàn ông liên tục lùi về sau, lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt gã một lần nữa, sau đó hắn rút kiếm ra, mà lúc này, sắc mặt người đàn ông thay đổi. Đang định chặn lại thì một tia kiếm quang đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng gã. Phập! Tia kiếm quang kia lập tức xuyên thủng lông mày người đàn ông. Thân thể của gã lập tức cứng đờ. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt người đàn ông nhìn chằm chằm hắn, rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyên lấy đi nhẫn chứa đồ của người đàn ông, trong nhẫn chứa đồ, hắn nhìn thấy một quyển sách cổ dày. Trên sách cổ có bốn chữ lớn, bí thuật thượng cổ. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, xoay người đi về phía xa. Thấy thế, người trên tường thành đều sửng sốt, chiến quân vội xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huynh, Huynh muốn làm gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười, lần nào cũng là bọn họ đến tìm ta, quá nhàm chán. Bây giờ, ta muốn đi tìm bọn họ. Chương 1075, bí thuật thượng cổ. Chiến quân ngây người, sau đó giơ ngón tay cái lên, có dũng khí. Diệp Huyên cười, xoay người rời đi, nhưng hắn lại nhanh chóng quay về. Chiến quân khó hiểu, hỏi, Diệp Huynh, Huynh. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, quên mất phải chữa thương trước. Khi nào vết thương lành rồi hẳn đi. Chiến quân.
Diệp Huyên biến mất ở cách đó không xa trong vẻ mặt kỳ lạ của chiến quân. Trên tường thành, cô gái nhẹ giọng nói, linh hồn tách rời phối hợp với thân thể thật thú vị. Nói xong, nàng ta nhìn người đàn ông trung niên, ông dạy hắn à? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không phải. Cô gái gật đầu, vậy có lẽ là hắn tự lĩnh ngộ, thật sự có hơi vượt khỏi dữ liệu của ta. Nói xong, nàng ta khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa, sau đó, nàng ta biến mất không còn tăm hơi. Bạch tiên sinh do dự một lát, cuối cùng vẫn không đi theo. Chuyện đam mỹ. Chẳng mấy chốc, cô gái đã đi tới bên bờ sông, một cô gái đeo một túi vải nhỏ đang vẽ tranh trên nước. Trên nước sông là một đóa hoa màu trắng tinh. Cô gái này chính là họa sư. Họa sư nhìn cô gái đi tới từ cách đó không xa, cười nói, vị ương, lại gặp nhau rồi. Vị ương thiên nhìn họa sư trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đến làm gì? Họa sư đáp, vẽ vời. Vị ương thiên nhìn chằm chằm họa sư một lúc lâu, cuối cùng, nàng ta xoay người rời đi. Họa sư đột nhiên nói, vị ương, không định thương lượng với ma kha tộc sao? Vị ương thiên cười khẩy, thương lượng, táng thiên trường thành có 108.000 thi thể, trong đó còn có bạn bè của ngươi, ngươi lại bảo ta đi thương lượng với bọn họ. Thương lượng cái gì? Họa sư nhẹ giọng nói, sẽ chết nhiều hơn đấy. Vị ương thiên xoay người nhìn họa sư, ngươi nên đi hỏi vị kia của ma kha tộc, xem hắn có muốn nghe theo ngươi không đã. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Ở bờ sông, họa sư than khẽ, sau đó xoay người tiếp tục vẽ tranh. Vẽ một hồi, dường như nàng ta hơi mất tập trung, lập tức vùng nhẹ tay phải lên. Chữa thương. Diệp Huyên quay về trong nhà đá của chiến quân, bắt đầu chữa thương. Mà trong đầu hắn là trận chiến với người đàn ông khi nãy. Bí thuật thượng cổ. Chương 1076, thể chất của ta rất bình thường à. Hắn biết đối phương sử dụng bí thuật thượng cổ, không thể không nói bí thuật thượng cổ này cũng có hơi đáng sợ, đặc biệt là tốc độ của đối phương, nhanh đến mức có thể miêu tả bằng kinh khủng. Có thể nói tốc độ của đối phương không kém tốc độ phi kiếm của hắn là bao. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ được chiêu sử dụng linh hồn, chắc chắn hắn không làm gì được đối phương. Mạnh. Người mình gặp phải càng ngày càng mạnh. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên, tiểu chủ, có thể cho ta xem thử quyển bí thuật thượng cổ kia không? Diệp Huyên nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn đưa quyển bí thuật thượng cổ kia cho tiểu hồn. Một lát sau, tiểu hồn trầm giọng nói, đây hoàn toàn không phải bí thuật thượng cổ, chỉ có thể coi là bí thuật bình thường, bí thuật thượng cổ thật sự có thể điều động thiên địa chi khí, tinh hà chi nguyên, sử dụng nó, có thể tùy ý phá hủy một tiểu thế giới. Mà cái trước mắt chỉ có thể xem là bí thuật thôi. Diệp Huyên vội hỏi, tiểu hồn, người cũng biết cách tu luyện bí thuật thượng cổ à? Tiểu hồn đáp, không biết, ngôn tình hay. Diệp Huyên. Tiểu hồn lại nói, bí thuật thượng cổ rất hiếm có, người bình thường khó mà lấy được. Dù ta có địa vị cao trong minh tộc, có thể lấy được, nhưng một thanh kiếm như ta cần bí thuật thượng cổ làm gì? Vì thế nên ta không có, hi hi. Diệp Huyên đen mặt lại, hi hi như thế là có ý gì? Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, người có thể tu luyện bí thuật này, một khi tu luyện thành công sẽ rất có ích với người. Ví dụ như tốc độ phi kiếm của người có thể nhanh lên không chỉ mấy lần. Diệp Huyên trầm giọng nói, có phản phệ không? Tiểu hồn đáp, đương nhiên là có, bí thuật cấp thấp thế này có phản phệ rất mạnh, nếu người sử dụng bí thuật, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, người sẽ trở nên như người bình thường. Diệp Huyên im lặng. Đúng như dự đoán, thứ này vẫn có di chứng, vì thực lực của người đàn ông đó được tăng lên một cách đáng sợ. Hoàn toàn không bình thường chút nào. Tiểu hồn lại nói, loại bí thuật này thường dùng để giữ mạng, mà người khi nãy là vì thể chất đặc biệt, vì thế phản phệ khi sử dụng bí thuật sẽ yếu đi, còn tiểu chủ nếu tu luyện thành công thì nhớ đừng tùy tiện sử dụng. Hơn nữa, trước giờ cũng chưa có ai nói thể chất của hắn không tệ. Chẳng lẽ cô gái váy trắng ẩn giấu thể chất của mình rồi? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên càng cảm thấy đúng là như thế. Hắn không tiếp tục chém gió với tiểu hồn không biết ăn nói này nữa,
bắt đầu tiếp tục chữa thương. Chương 1077, không ngăn cản sao. Còn về bí thuật, hắn quyết định cứ để đó, vì tham thì thâm, bây giờ hắn chỉ muốn tu luyện cho tốt linh hồn của mình thôi. Khoảng một canh giờ sau, thương tích của Diệp Huyên đã phục hồi gần hết, sau đó, hắn lập tức ra khỏi nhà đá, rời khỏi Táng Thiên Trường Thành, đi thẳng tới Ma Kha tộc. Lần nào cũng là người khác tới tìm hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa bây giờ hắn rất muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể khiến hắn tìm thấy chỗ thiếu sót của mình, cũng chỉ có thể, hắn mới có thể phát triển bản thân tốt hơn. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, người tới chính là Chiến Quân. Chiến Quân nhìn Diệp Huyên, huynh muốn đi Ma Kha tộc. Diệp Huyên gật đầu. Chiến Quân hỏi, huynh có biết Ma Kha tộc ở đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Chiến Quân cười nói, ta dẫn huynh đi. Diệp Huyên nhìn về phía Chiến Quân, ta là muốn đến Ma Kha tộc đấy. Chiến Quân nói, huynh không đi Ma Kha tộc, ta cũng sẽ không đi theo huynh. Đi theo, nếu chúng ta đi đấu tay đôi, Ma Kha tộc sẽ không đánh hội đồng chúng ta. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, đi. Nghe vậy, Chiến Quân nhếch miệng, đi. Quên ta rồi sao? Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người. Hai người nhìn lại, người đến chính là Chọc. Chọc đi tới trước mặt hai người, cười nói, quên ta rồi sao? A Quỷ trầm giọng nói, tiểu tử kia là một người rất nóng tính. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đúng là thế, ít nhất là không tệ. Nếu gặp và bồi dưỡng sớm một chút, thực lực kia chắc chắn không yếu hơn Bạch Y. A Quỷ muốn nói lại thôi. Bạch Tiên Sinh cười hỏi, cậu muốn nói gì? Chương 1078, ông từng gặp hắn à? A Quỷ khẽ nói, bình thường tiểu tử này rất cứng đầu, không giống một kiếm tu, nhưng nếu liều mạng thì vẫn rất lợi hại. Bạch Tiên Sinh cười, ý cậu là sao? A Quỷ nói, tiên sinh, theo ta được biết, tinh vực Vị Ương có rất nhiều thế lực có ý đồ với bảo vật của hắn, hy vọng, hắn có thể lấy bảo vật này ra chống lại Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh gật đầu, phải. A Quỷ nhìn Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, bọn họ hy vọng cung chủ sẽ ra mặt. A Quỷ hỏi, ý của cung chủ thế nào? Bạch Tiên Sinh đáp, cung chủ còn chưa quyết định. A Quỷ xa sầm mặt, nếu cung chủ ra tay tranh đoạt bảo vật kia, thì hắn sẽ chết chắc, đúng không? Bạch Tiên Sinh gật đầu. A Quỷ đang muốn nói gì đó, Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Cậu nghĩ xem. Với tính cách kiêu ngạo của cung chủ, sao nàng ta có thể cướp đi bảo vật của đứa nhỏ kia chứ? Hơn nữa cung chủ rất rõ nếu không phải bảo vật đó tự nguyện đi theo đứa nhỏ kia, thì sao đứa nhỏ kia có thể khuất phục được nó? Còn nữa, bản thân bảo vật này còn mang theo nhân quả, người ngoài lấy được, nói không chừng sẽ gặp họa lớn. Nói xong, ông nhìn về phía A Quỷ, tuy cung chủ không muốn cướp đi bảo vật này, nhưng chỉ sợ một vài người sẽ tiền trảm hậu tấu. A Quỷ trầm giọng nói, sao bọn họ dám? Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, theo bọn họ thấy, nếu tiểu tử kia bị giết chết, cung chủ sẽ không vì một người đã chết mà đi trả thù bọn họ. Thiên tài chết đi đã không còn là thiên tài nữa, không có chút giá trị nào nữa, hiểu không? A Quỷ im lặng. Bạch Tiên Sinh nói, khoảng thời gian này cậu âm thầm theo sau bọn họ, tránh có người làm chuyện ngu xuẩn. A Quỷ gật đầu, lặng lẽ rời đi. Bạch Tiên Sinh đứng tại chỗ im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi tới. Người đàn ông trung niên cười nói, lão Bạch, đã lâu không gặp. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, một cái bàn xuất hiện trước mặt hai người, trên bàn có một bầu rượu và hai chung rượu. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, nghe nói ông đến dị vực. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đã đến dị vực, không thể không nói, dị vực có mấy lão giả rất mạnh. Nói xong, ông ta cầm chung rượu trên bàn giơ lên với Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh cũng cầm chung rượu lên, hai người nhìn nhau một cái, sau đó uống cạn. Người đàn ông trung niên cười ha ha, sau đó nói, đã lâu rồi không giao thủ với ông, hôm nay so hai chiêu chứ. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, không vội,
sẽ có cơ hội nhanh thôi. Không phải sao? Người đàn ông trung niên cười nói, cũng đúng, chẳng mấy chốc sẽ được chiến đấu một trận thôi. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, tiểu tử khi nãy là học trò của ông à. Bạch Tiên Sinh lắc đầu. Nói đến đây, ông ta nhìn Bạch Tiên Sinh, thật ra nếu đệ tử của ông năm đó còn sống, có lẽ có thể phân cao thấp với Mạc Tà, đáng tiếc. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh trở nên hơi khó coi. Lúc này, Mạc Tiêu cười ha ha, được rồi, không nhắc đến nàng ta. Hôm nào lại mời ông uống rượu. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Bạch Tiên Sinh ở tại chỗ im lặng rất lâu, mãi không rời đi. Chương 1079, ta cũng không thích. Ba người Diệp Huyên xuyên qua đồng bằng rộng lớn, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy một hẻm núi lớn, trước hẻm núi có hai cánh cửa lớn như núi cao, có thể mơ hồ nhìn thấy đại điện hùng vĩ ở bên trong. Diệp Huyên nhìn về phía cung điện kia, nhẹ giọng hỏi, Ma Kha tộc. Chiến quân gật đầu, nhưng có lẽ đây không phải xào huyệt của bọn họ, còn việc xào huyệt của bọn họ ở đâu, chắc hẳn chỉ có nhóm người cung chủ mới biết. Chọc nhẹ giọng nói, dù là kẻ thù, nhưng không thể không nói bộ tộc này thật sự khiến người ta kính nể, vì từ khi đi tới nơi này đến giờ, ta chưa từng thấy trong tộc bọn họ có người sợ chết. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Ba người nhanh chóng đi tới dưới hẻm núi kia. Dọc trên đường đi, Diệp Huyên phát hiện có thần thức đảo qua ba người họ, nhưng không ai ra ngoài ngăn cản bọn họ cả. Dưới hẻm núi, Diệp Huyên nhìn về phía xa, cười khẽ cầu được chết. Một câu nói như tiếng sấm làm rung động trời đất. Cầu được chết. Khóe miệng của chiến quân ở bên cạnh Diệp Huyên giật giật, Diệp Huynh, có phải quá kiêu ngạo rồi không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, phải tạo khí thế trước, hiểu không? Khí thế. Chiến quân ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, hình như cũng đúng. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, bên cạnh người đàn ông còn có một con kỳ lân màu đen. Con kỳ lân kia nhìn ba người Diệp Huyên bên dưới, ánh mắt vô cùng tàn bạo, nó đang muốn lao xuống thì lúc này, người đàn ông nhẹ nhàng sờ đầu nó lập tức nằm xuống. Người đàn ông cười khẽ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, kiếm tu à? Chuyện dị năng. Lúc này, Tả Thanh, Thiên Sát và Địa Sát cũng đi tới sau lưng người đàn ông, ngoài ra còn có một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Tả Thanh nhẹ giọng nói, để ta đi gặp hắn. Người đàn ông lắc đầu, hắn ta quay đầu nhìn về phía đối diện, trên đỉnh núi phía đối diện có ba người đang đứng. Hai nam một nữ, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo bào đen, xung quanh người đó có hơi thở kỳ lạ quẩn quanh. Người đàn ông nhìn cô gái tóc đỏ, cười hỏi, A Phượng, cô cảm thấy một món bảo vật quan trọng hay chuyện lớn của cả tộc quan trọng? Cô gái tên A Phượng nặng nề nói, Ma Kha tộc chúng ta không cần dựa vào người ngoài. Người đàn ông nhẹ giọng phản bác, cần. Mọi người nhìn về phía người đàn ông, hắn ta nói. Những người bình thường đều chỉ biết cung chủ Vị Ương Thiên của tinh vực Vị Ương là người mạnh nhất, thật ra ở tinh vực Vị Ương còn có một người rất mạnh. Chương 1080, mũi nhọn đấu với đầu sắc. A Phương hỏi, ai? Người đàn ông nói, họa sư, nếu bộ tộc ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh tinh vực Vị Ương thì nhất định phải đánh bại hai người này, một người là cung chủ của Vị Ương cung, một người chính là người kia. Mặt A Phượng không chút cảm xúc, bọn họ chỉ sinh ra sớm hơn chúng ta thôi, nếu cùng thời đại, chúng ta cần gì phải sợ bọn họ chứ? Người đàn ông cười, người nói, cũng rất có lý đấy. Lúc này, Tả Thanh đột nhiên nói, bọn họ ra tay rồi. Mọi người nhìn xuống dưới, một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Nhưng không phải người đàn ông áo bào đen dẫn đầu kia, mà là một người đàn ông cầm trường thương trong tay. Người đàn ông cầm trường thương đi tới trước mặt ba người Diệp Huyên, hai người chiến quân và chọc lùi sang một bên. Người đàn ông đột nhiên ra tay, thương nhanh như điện nhắm thẳng vào giữa lông mày của Diệp Huyên. Mà khi trường thương của gã còn cách giữa lông mày Diệp Huyên mấy tấc, Diệp Huyên đột nhiên nghiêng người, sau đó nhảy về phía trước, cùng lúc đó, hắn rút kiếm ra chém một nhát. Ong! Tiếng kiếm reo vang vọng, rung động trời đất. Một kiếm này chém xuống,
Người đàn ông cầm trường thương giẫm nhẹ mũi chân xuống đất, bay người về phía sau, chiêu kiếm của Diệp Huyên không chém trúng. Mà lúc này, người đàn ông lại cầm trường thương đâm tới, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã di chuyển tới đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêng người di chuyển, người đàn ông đâm không trúng, nhưng gã lại nhanh chóng vung tay phải, trường thương di chuyển về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ kiếm chặn lại. Chặn một thương xong, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, người đàn ông lập tức muốn thừa thắng xông lên, nhưng đúng lúc này, sắc mặt gã bỗng nhiên thay đổi, theo bản năng giơ thương chắn ngang. Một tiếng nổ vang lên, người đàn ông lập tức lùi về sau. Mà gã còn chưa dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt gã, ngay sau đó, Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Lúc này, Diệp Huyên không định né tránh, khi trường thương bay tới trước mặt hắn, hắn chém một kiếm xuống. Mũi nhọn đấu với đầu sắc. Mũi thương và lưỡi kiếm chạm vào nhau. Chương 1081, phi kiếm mới là thật. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cùng lúc đó, hai người liên tục lùi về phía sau, nhưng một giây sau, bọn họ lại xông về phía nhau một lần nữa. Trên đỉnh núi, người đàn ông bên cạnh Tả Thanh nhẹ giọng nói, hắn đang luyện tập. Tả Thanh gật đầu, người cảm thấy hắn thế nào? Người đàn ông cười nói, chưa từng thấy thực lực chân chính của hắn, không thể đánh giá. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Tả Thanh, người từng giao thủ với hắn, cảm thấy thế nào? Tả Thanh im lặng một lát, sau đó nói, kiếm của hắn rất nhanh. Người đàn ông cười nói, không còn gì khác à. Tả Thanh cười khẽ, chỉ thế đã đủ rồi. Người đàn ông gật nhẹ đầu, cũng phải. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, nhẹ giọng nói, thật ra ta càng muốn biết thực lực của cô gái được gọi là vô địch cùng cảnh giới năm đó hơn. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Sát ở bên cạnh lập tức thay đổi. Người đàn ông nói, Thiên Sát, năm đó ta, Tả Thanh và A Phượng đều đang tu luyện ở bên ngoài, chỉ có ngươi từng tiếp xúc với nàng ta là người thế nào? Thiên Sát im lặng một lát, sau đó nói, là một người khiến người ta thấy sợ hãi. Người đàn ông cười khẽ, vậy thì đúng là hơi đáng tiếc. Thiên Sát lắc đầu, không nói gì. Chẳng mấy chốc, bên dưới vang lên tiếng nổ. Diệp Huyên và người đàn ông cầm trường thương chiến đấu đến mức khí thế hừng hực. Nhìn từ tình hình cuộc chiến, hai người đang không phân cao thấp. Lúc này, Diệp Huyên và người đàn ông đột nhiên tách nhau ra. Sau khi dừng lại, người đàn ông cầm trường thương nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, người đang lấy ta để luyện tập. Diệp Huyên nói, người không để ý chứ. Cơ thể người đàn ông cứng đờ, mà lúc này, gã mới phát hiện thanh kiếm của Diệp Huyên vẫn chưa rút ra. Lúc này hắn mới hiểu rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyên lấy nhẫn chứa đồ trên ngón tay người đàn ông, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, còn ai nữa không? Chương 1082, một quyền đánh ra. Người đàn ông ở bên cạnh Tả Thanh trên đỉnh núi cười nói, thú vị đấy. Tả Thanh trầm giọng nói, kiếm của hắn nhanh hơn lúc trước rồi. Cô gái tên A Phượng ở phía sau hai người chợt cất lời, để ta. Nói xong, ả ta muốn đi xuống, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản. A Phượng nhìn người đàn ông, Mạc Tà, ta không thích người của tinh vực vị ương phách lối như thế trước mặt chúng ta. Mạc Tà nhẹ nhàng ra lệnh, lùi xuống. Cô gái tên A Phương hừ lạnh, xoay người rời đi. Tả Thanh cười lắc đầu, cái tính này. Mạc Tà nhìn về phía đỉnh núi ở đối diện, người đàn ông áo bào đen và cô gái phía sau hắn ta vẫn không động đậy. Mạc Tà nói, Nam Ly huynh, nếu huynh không ra tay thì Ma Kha tộc ta sẽ ra tay đấy, bảo vật trên người hắn cũng sẽ thuộc về Ma Kha tộc ta. Người đàn ông áo bào đen ở đối diện nhìn về phía Mạc Tà, không nói gì, một lát sau, hắn ta đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy người đàn ông áo bào đen, Diệp Huyên thầm rùng mình, bắt đầu lặng lẽ đề phòng. Người đàn ông nhẹ giọng nói, để ta xem thử thanh kiếm của ngươi có thể nhanh bao nhiêu. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Xoẹt. Trong không gian vang lên tiếng xé rách.
thân thể xé rách không gian. Không gian trước mặt Diệp Huyên dần nứt ra, cực kỳ đáng sợ. Cao thủ. Cao thủ vừa ra tay đã thấy khác rồi. Đối mặt với người đàn ông áo bào đen này, Diệp Huyên không dám sơ suất một chút nào, hắn dẫm chân phải một cái, người biến thành một tia kiếm quang bắn mạnh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời xuất hiện. Bịch. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài. Bên dưới, người đàn ông áo bào đen siết chặt tay phải, đánh về phía Diệp Huyên từ xa, phá vỡ không gian. Một quyền đánh ra. Chương 1083, sức mạnh kia vỡ tan trong nháy mắt. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức nứt toác. Ầm. Diệp Huyên bị chấn động bay xa cả trăm trượng. Hắn vừa rơi xuống đất, người đàn ông áo bào đen phía xa đã nhảy lên cao trăm trượng, trên không trung, hắn ta đột nhiên mở tay phải ra, không gian vạn trượng xung quanh lập tức rung động kịch liệt. Trên không trung, người đàn ông áo bào đen từ từ nhắm mắt lại, sau một thoáng yên lặng, hắn ta đột nhiên đánh một trượng xuống. Ầm. Trời đất rung động, không gian vạn trượng xung quanh lập tức rạn nứt thành hình mạng nhện. Cùng lúc đó, một sức mạnh rơi xuống từ trong không trung, nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Lực lượng mạnh mẽ như muốn hủy thiên diệt địa. Bên dưới, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn cầm kiếm bằng hai tay, một giây sau, hắn rút kiếm chém lên trên một nhát. Vào khoảnh khắc đó, linh hồn của hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể, linh hồn cũng chém ra một chiêu kiếm. Một cảnh vô cùng kỳ lạ. Vì lúc này, thân thể và linh hồn của Diệp Huyên đều đang ra kiếm. Thấy thế, đám người Mạc Tà trên đỉnh núi lập tức nhíu mày. Thân thể và linh hồn của Diệp Huyên gần như xuất kiếm cùng một lúc, mà khi hai chiêu kiếm này hạ xuống lại như được hợp thể thành một. Một kiếm chém xuống. Một luồng kiếm thế cường đại lập tức ép cỗ sức mạnh to lớn kia phải dừng lại, im lặng trong phút chốc. Ầm. Sức mạnh kia vỡ tan trong nháy mắt. Một luồng kiếm quang phóng lên trời, lao thẳng về phía người đàn ông áo bào đen. Giữa không trung, tay phải người đàn ông áo bào đen cuộn lại thành nắm đấm, sau đó hắn ta nện xuống phía dưới. Ầm. Người đàn ông áo bào đen tung ra một quyền. Ầm. Lực đấm mạnh mẽ lập tức làm nổ tung tia kiếm quang kia, thế nhưng, lại có một tia kiếm quang khác lao đến. Gần như không hề dừng lại, liên tiếp lao đến. Chương 1084, vậy là đủ rồi. Người đàn ông áo bào đen căn bản không kịp tung ra quyền thứ hai, hắn ta lập tức bị chiêu kiếm này đâm vào ngực. Ầm. Người đàn ông áo bào đen lập tức thối lui hơn trăm trượng nữa. Mà sau khi dừng lại, người đàn ông áo bào đen đột nhiên vung hai tay lên trời, ngự. Vừa dứt lời, xung quanh hắn ta đột nhiên xuất hiện một tấm chắn bằng ánh sáng cực lớn. Lúc này, từng tia kiếm quang thay nhau ảo đến trong im lặng. Rầm 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 rầm. Giữa không trung, từng âm thanh nổ vang không ngừng vọng lên. Vô số tia kiếm quang không ngừng chém vào tấm chắn của người đàn ông áo bào đen kia như mưa chút, trong chốc lát, khung cảnh vô cùng đồ sộ. Trên đỉnh núi, sắc mặt Tả Thanh trầm xuống. Mạc Tà cũng im lặng không nói gì. Một lát sau, Tả Thanh nhẹ giọng nói, tốc độ và uy lực của kiếm này. Nếu đánh nhau đông, hắn ẩn nấp trong bóng tối ám sát kẻ địch thì vô cùng khủng bố. Mạc Tà khẽ gật đầu. Bây giờ Diệp Huyên chỉ đang đấu một mình với người đàn ông áo bào đen, bởi vậy phi kiếm của hắn vẫn chưa đến mức quá khủng bố, bởi vì đang đánh nhau ngoài sáng. Một khi quần chiến, Diệp Huyên nấp trong bóng tối âm thầm tung kiếm, thì chắc chắn sẽ chẳng có mấy ai né tránh được. Cho dù là Tả Thanh cũng phải e dè cực độ. Nếu đánh nhau quang minh chính đại với Diệp Huyên, gã không sợ, nhưng nếu Diệp Huyên ẩn nấp trong bóng tối thì gã lại vô cùng kiêng kỵ. Lúc này, Mạc Tà nhẹ giọng nói, có chắc chắn đối phó được hắn không? Tả Thanh trầm giọng nói, ta chỉ có thể đấu với một mình hắn. Mạc Tà khẽ gật đầu, vậy là đủ rồi. Tả Thanh nhìn về phía Mạc Tà, người dị vực không giải quyết được hắn. Mạc Tà nhẹ giọng nói, còn phải xem họ có chấp nhận dốc hết vốn liếng ra hay không thôi. Phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên vọt đến trước mặt người đàn ông kia, mà những phi kiếm nọ vẫn không ngừng lao tới.
Lúc Diệp Huyên vừa đối mặt với người đàn ông áo bào đen, hắn lập tức chém xuống một kiếm. Hai người liên tục lùi về sau, nhưng vào lúc Diệp Huyên lùi lại, vô số phi kiếm đột nhiên bay về phía người đàn ông áo bào đen kia. Xoẹt 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 xoẹt. Người đàn ông áo bào đen điên cuồng thối lui lại, sau hơn mấy trăm trượng mới dừng lại. Khi hắn ta dừng lại, áo bào đen trên người hắn ta đã rách bươm, mà dưới lớp áo bào đấy còn có một bộ giáp đen tuyền. Chương 1085, không đánh nữa. Bảo vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Ở xa xa, Diệp Huyên hít sâu một hơi, chơi trang bị à. Đến tận giờ hắn vẫn chưa hề nghĩ sẽ dùng kiếm trấn hồn. Không phải hắn tự đại, mà là hắn hy vọng bản thân không phải ỷ lại quá mức vào vật ngoài, bởi vì kiếm trấn hồn quá mạnh mẽ, đây là thực lực không thuộc về bản thân hắn. Tất nhiên, nếu người khác dùng vật ngoài, vậy thì hắn cũng chẳng ngu đến mức không dùng ngược lại. Ở đằng xa, người đàn ông áo bào đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đúng là có chút đánh giá thấp kiếm này của ngươi rồi. Diệp Huyên lau máu ở khóe miệng, nhếch miệng nở nụ cười, nào, đánh tiếp đi. Vừa dứt lời, hắn lập tức nhấc kiếm lên lao đến phía người đàn ông áo bào đen ở cách đó không xa. Đánh! Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ này, phải đánh cho sảng khoái. Bởi vì hắn phát hiện, hắn có hơi thích cách đánh kiểu này. Nhìn Diệp Huyên cầm kiếm xông tới, sắc mặt người đàn ông kia chợt trở nên dữ tợn, hắn ta đang định ra tay thì đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Trong mắt người đàn ông áo bào đen chợt co lại, hắn ta giơ tay lên tung quyền. Nắm đấm của hắn ta như sông suối cuộn trào, một luồng sức mạnh cực đại đột lập tức nghiền nát tia kiếm quang kia. Nhưng lúc này lại có một tia kiếm quang nữa xuất hiện trước mặt hắn ta. Hắn ta đã không kịp ra thêm quyền thứ hai, chốc lát, tay hắn ta đan vào nhau rồi đột nhiên chặn ngang trước mặt. Chiêu kiếm của Diệp Huyên chém thẳng lên hai cánh tay của người đàn ông áo bào đen, hắn ta lập tức thối lùi lại, mà lúc này, lại có thêm một tia kiếm quang bắn đến, là một chiêu kiếm vô cùng nhanh, hắn ta còn chưa trở tay kịp thì tia kiếm quang nọ đã chém vào người hắn. Diệp Huyên cười nói, không đánh nữa. Người đàn ông áo bào đen lạnh lùng nói, hình như ngươi rất đắc ý. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, không muốn đấu võ mồm với ngươi, nói một câu thôi, đánh hay không? Người đàn ông áo bào đen siết chặt nắm tay phải lại, một khắc sau, hắn ta đột nhiên nện xuống đất một quyền. Chương 1086, hắn ta sợ chết. Mặt đất lập tức nứt toác. Một luồng sức mạnh cực đại ùa về phía Diệp Huyên. Ở xa xa, Diệp Huyên tung ra một chiêu kiếm. Xoẹt! Một tia kiếm quang lập tức chém nát luồng sức mạnh kia, nhưng vào lúc này, người đàn ông áo bào đen kia đã lui về sau hơn trăm trượng nữa. Thấy thế, Diệp Huyên đang chuẩn bị xuất thủ lắc lắc đầu, nhàm chán. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu đối phương đã muốn trốn tránh, hắn cũng đành bó tay với người ta thôi. Thấy Diệp Huyên xoay người rời đi, người đàn ông áo bào đen đột nhiên gầm lên, Diệp Huyên. Diệp Huyên không thèm để ý đến đối phương, tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát đã biến mất với hai người chiến quân ở phía xa xa. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông áo bào đen trở nên cực kỳ khó coi. Trên đỉnh núi, Mạc Tà khẽ lắc đầu, hắn ta sợ chết. Tả Thanh nhìn người đàn ông áo bào đen ở phía dưới, hắn ta. Mạc Tà gật đầu, thực lực của hắn ta không kém hơn Diệp Huyên, nhưng đáng tiếc, lòng hắn ta tràn đầy sợ hãi, không dám quyết đầu sinh tử, bởi vậy mới rơi vào thế yếu, bị Diệp Huyên áp chế. Tả Thanh trầm giọng nói, nếu cận chiến cùng Diệp Huyên, phải làm sao mới đỡ được đám phi kiếm của hắn? Mạc Tà cười nói, có hai cách, thứ nhất, nhanh hơn hắn. Thứ hai, thân thể vô địch, cứ lấy cứng đối cứng với phi kiếm của hắn. Nói đến đây, hắn ta nhìn Tả Thanh, ngươi thì không cần, thể chất ngươi đặc biệt, nếu đối chiến với hắn, cứ phát huy như bình thường là được. Tả Thanh khẽ gật đầu, đã hiểu. Một bên khác, sau khi Diệp Huyên và đám người chiến quân rời đi thì lập tức về thẳng lại Táng Thiên Trường Thành. Sau khi về lại Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyên phát hiện dọc đường đi đã có đông người hơn trước, những người này chắc là đến từ tinh vực Vị Ương.
Đương nhiên chuyện này không phải trọng điểm là hắn phát hiện ánh mắt của bọn họ khi nhìn hắn đều rất lạ. Diệp Huyên không để ý đến những người này, hắn chỉ đi đến dãy núi thường hay tu luyện kia. Chương 1087, mấy lần nghĩa là gì? Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống một bãi đất trống, bắt đầu chữa thương. Trận chiến vừa rồi cùng người đàn ông áo bào đen kia, không thể không nói, khi bắt đầu hắn đã có hơi mạo hiểm, bởi vì ban đầu hắn bị đối phương chèn ép đến suýt nữa không thể đánh trả. Đáng tiếc, đối phương rốt cuộc lại e sợ phi kiếm của hắn, không dám lấy mạng đổi mạng với hắn, vì thế hắn mới có thể trở mình, chèn ép lại đối phương. Đánh nhau, rất nhiều lúc phải xem thử ai ác hơn ai, ai liều hơn ai. Sau một canh giờ, thân thể Diệp Huyên gần như đã khôi phục hoàn toàn, hắn lấy bản bí thuật kia ra. Trong bí thuật có ghi lại 4 loại bí pháp, thần hành, thiên quân, quy nguyên, lôi phạt. 4 loại bí thuật khác nhau đại diện cho 4 loại thuộc tính, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, và lôi thuật. Hắn đã lĩnh giáo được thần hành và thiên quân của người đàn ông kia, còn quy nguyên và lôi phạt thì đối phương vẫn chưa thi triển để chém giết hắn. Diệp Huyên quyết định tu luyện thần hành trước tiên. Hắn rất cần tốc độ. Phi kiếm của hắn chủ yếu dựa vào chữ nhanh càng tốt. Trước khi tu luyện, Diệp Huyên hỏi, tiểu hồn, tu luyện bí thuật này có cần thiết phải chú ý đến gì không? Tiểu hồn im lặng một chốc rồi sau đó nói, chú ý an toàn. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Sau khi bắt đầu tu luyện bí thuật này, Diệp Huyên phát hiện bí thuật này còn mạnh hơn so với dự liệu của hắn. Ví như thần hành này, nếu như hắn tu luyện thành công thì tốc độ của hắn có thể sẽ nâng lên ít nhất mấy lần trong thời gian ngắn. Mấy lần nghĩa là gì? Nhất là với phi kiếm của hắn, nếu tốc độ lại tăng thêm mấy lần nữa, sẽ nhanh đến mức chính hắn cũng không cảm ứng được. Vừa nghĩ đến cảnh kia, Diệp Huyên lập tức nhiệt huyết lên hẳn. Tu luyện. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhưng bởi vì hắn là lần đầu tiên tu luyện bí thuật nên phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám sằng bậy. Hơn nữa, hắn phát hiện, giống như tiểu hồn nói, bí thuật này quả thật có vài hậu quả, một khi thi triển nó, toàn thân sẽ như bị rút cạn sinh lực vậy, lâm vào trạng thái mệt mỏi. Có thể nói, bí thuật này không thể dùng trong lúc bình thường được, một là dùng để liều mạng, hai là dùng để thoát thân. Mọi người thấy đều nhìn về phía Vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên mặt không cảm xúc, ý ngươi là. Mục Tu Nhiên nói với giọng lạnh tanh, một là cung chủ tự mình đoạt lấy bảo vật kia, dùng nói đối kháng với ma kha tộc, hai là giao Diệp Huyên ra, làm dịu cơn giận của dị vực. Nghe vậy, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chương 1088, như vậy là an toàn nhất. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Vị Ương Thiên. Thánh chủ thánh địa Mục Tu Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Không biết là đang nghĩ gì. Vẻ mặt mọi người ai cũng có chút nghiêm nghị. Một lát sau, Vị Ương Thiên xoay người nhìn về phía Mục Tu Nhiên, để dị vực nguôi giận. Dị vực là cái thá gì? Tinh vực Vị Ương ta cần bọn chúng nguôi giận. Mục Tu Nhiên không hề yếu thế trước mặt Vị Ương Thiên, cung chủ Vị Ương, đây không phải chuyện riêng của Vị Ương Tinh Cung, việc này liên quan đến sự sống cái chết của tất cả sinh linh ở tinh vực Vị Ương này. Chúng ta cần gì phải vì Diệp Huyên mà chọc vào dị vực. Tất nhiên, nếu cung chủ lấy được bảo vật ấy về rồi đối phó với ma kha tộc, thánh địa ta không có ý kiến gì. Vị Ương Thiên nhìn chằm chằm Mục Tu Nhiên, lúc này, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau Mục Tu Nhiên. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều lập tức thay đổi. Mục Tu Nhiên cũng biến sắc, ông ta không ngờ rằng Vị Ương Thiên lại muốn ra tay với mình. Nhưng đúng lúc này, Bách Lý Tiên đột nhiên cười nói, cung chủ, mọi người đều là người của tinh vực Vị Ương, đều muốn tốt cho tinh vực Vị Ương mà thôi. Vị Ương Thiên khẽ vung tay phải lên, hai bóng đen đằng sau Mục Tu Nhiên yên lặng biến mất. Vị Ương Thiên lạnh lùng liếc nhìn Mục Tu Nhiên, sau đó xoay người nhìn về phía cuối chân trời, ta biết, các ngươi đều đang không hiểu tại sao ta lại bảo vệ hắn. Giết hắn cướp bảo vật rất dễ, nhưng sau khi có được nó rồi thì sao? Bảo vật cỡ này vốn không nên xuất hiện ở tinh vực Vị Ương ta, nhưng nó đã xuất hiện rồi, hơn nữa lại còn ở trên thân một người yếu ớt như vậy, các ngươi không nghĩ đến vì sao lại vậy à?
Mọi người trầm mặc. Vị Ương Thiên lại nói, đoạt lấy bảo vật này thì cũng đồng nghĩa với việc gánh hết nhân quả mà nó mang đến. Lý Trường Phong ở bên cạnh đột nhiên nói, cung chủ, người không muốn cưỡng chế đoạt lấy bảo vật này, ta không có ý kiến gì. Nhưng nếu vật ấy rơi vào tay Ma Kha tộc. Ông lão mặc áo xanh bên cạnh Lý Trường Phong cũng khẽ gật đầu, Lý môn chủ nói có lý, bảo vật cỡ này mà rơi vào tay Ma Kha tộc, đối với tinh vực Vị Ương ta mà nói, chắc chắn sẽ tạo thành đại nạn. Vị Ương Thiên xoay người nhìn bọn họ, các ngươi hy vọng ta khống chế bảo vật ấy trong tay. Lý Trường Phong gật đầu, như vậy là an toàn nhất. Vị Ương Thiên không nói gì. Bách Lý Tiên nghiêng đầu khẽ nói gì đó, trong bóng tối, có người rút đi. Mục Tu Nhiên nhìn chằm chằm Vị Ương Thiên, cung chủ có ý gì? Lẽ nào cung chủ lại vì một tên run rế vô danh mà hãm hại thánh địa ta sao? Vị Ương Thiên vẫn không nói gì. Chương 1089, người có chí riêng. Sắc mặt Mục Tu Nhiên vô cùng khó coi, ông ta nhìn mấy người ở bên cạnh, họ đều không nói gì. Bọn họ cũng muốn Vị Ương Thiên lấy bảo vật đó về đối phó với Ma Kha tộc, thế nhưng họ không giống với Mục Tu Nhiên, ông ta quá vội vã. Hơn nữa còn cố ý trở nên gay gắt, đốt chát cười ý khích bác. Thấy mọi người đều im lặng, sắc mặt Mục Tu Nhiên bỗng chốc còn khó coi hơn, nhưng ông ta lại không dám làm gì. Lúc này mà ra tay, chắc chắn sẽ chết. Đừng bao giờ hoài nghi thực lực của cô gái trước mặt này. Khoảng chừng một phút sau, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau Bách Lý Tiên, lông mày Bách Lý Tiên chậm rã cau lại, nàng ta nhìn Vị Ương Thiên, có người tiếp cận hắn, nhưng không biết là Ma Kha tộc hay là dị vực. Vị Ương Thiên nhìn về phía Mục Tu Nhiên trầm giọng nói, là dị vực. Nghe thế, mọi người đều nhìn về phía Mục Tu Nhiên. Mục Tu Nhiên không có cảm xúc gì, bọn họ đã tiếp cận ta. Bảo rằng không muốn làm địch với tinh vực Vị Ương, chỉ cần chúng ta giao Diệp Huyên ra thì bọn họ sẽ lập tức rút đi, thậm chí có thể giúp đỡ chúng ta đối kháng với Ma Kha tộc. Nói xong, ông ta nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục, chư vị, ta cảm thấy chúng ta thật sự không cần thiết phải vì một Diệp Huyên mà gây thù với toàn bộ dị vực. Đúng lúc này, Vị Ương Thiên ở bên cạnh đột nhiên khẽ nói, đến nay, ta cảm thấy tinh vực Vị Ương kém Ma Kha tộc nhất là ở khoản đoàn kết. Bọn họ là một bộ tộc, mà chúng ta lại là một quần thể. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mục Tu Nhiên, ông ta lập tức biến sắc, lúc này đây, ông ta biết Vị Ương Thiên đã nổi lên sát tâm. Giờ khắc này, trong lòng ông ta cũng vô cùng đề phòng, đã chuẩn bị liều mạng đánh một trận bất cứ lúc nào. Lúc này, Thanh Nông đạo nhân đột nhiên lên tiếng, cung chủ, thánh chủ đời đầu chết trận, vô số thiên tài thánh địa cũng đã hy sinh vì tinh vực Vị Ương. Nghe thế, Vị Ương Thiên im lặng một lát, sau đó xoay người lại, Mục Tu Nhiên, ngươi là sự sỉ nhục của bọn họ. Từ giờ khắc này, ngươi không được ra khỏi thánh địa dù chỉ nửa bước, chức thánh chủ nhường lại cho người khác làm đi. Mục Tu Nhiên còn định nói gì đó, nhưng Thanh Nông đạo nhân đã lên tiếng trước, trở về đi. Mục Tu Nhiên liếc nhìn đám người Vị Ương Thiên, sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh Vị Ương Thiên, Bách Lý Tiên đột nhiên nói, người này sợ là đã có ý muốn làm phản. Thanh Nông đạo nhân ở bên nói, người có chí riêng. Bách Lý Tiên đứng tại chỗ nhìn Thanh Nông đạo nhân, cũng không phải là nhằm vào thánh chủ thánh địa, nhưng ông ta chắc chắn sẽ ra tay, hơn nữa, rất có khả năng sẽ ra tay ngay thời khắc mấu chốt của chúng ta. Nói xong, nàng ta cũng xoay người bỏ đi. Thanh Nông đạo nhân cười khổ. Ông ta nhìn Lý Trường Phong, thật ra lão phu cũng có chút nghi ngờ, tại sao cung chủ lại che chở cho thiếu niên kia. Chương 1090, xem ra chỉ có cách tăng cường cơ thể thôi. Lý Trường Phong nói, người này cũng không đơn giản, hơn nữa ta cảm thấy nếu chúng ta đều nghe lời Mục Tu Nhiên, giết người cướp bảo, e là sẽ xảy ra tai họa. Nói xong, ông ta nhìn Thanh Nông đạo nhân, như tiên cô nương nói. Thánh chủ e là không cam lòng bị nhốt ở thánh địa như vậy đâu. Thanh Nông đạo nhân lắc đầu, nếu hắn chịu bị nhốt, có lẽ sẽ giữ được một mạng, nếu không cam lòng, lão phu cũng đã cố hết sức rồi. Lý Trường Phong gật gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người rời đi. Trong dãy núi, Diệp Huyên vẫn đang yên lặng tu luyện bí thuật ở chỗ cũ.
bây giờ hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng được thần hành. Không thể không nói, dưới sự gia trì của bí thuật này, tốc độ của hắn đã nâng lên đến mức khủng bố, bởi vì chính hắn đã sắp không khống chế được nữa rồi. Quá nhanh! Mà sau khi vận dụng bí thuật này lên phi kiếm, tốc độ phi kiếm đã tốc độ ít nhất mấy lần. Nhưng kiếm khí của hắn lại không chịu đựng nổi tốc độ như này, chỉ có kiếm chấn hồn mới có thể chịu được. Ngoài ra, còn một vấn đề nghiêm trọng nữa, đó là nếu hắn vận dụng bí thuật vào phi kiếm thì cùng lắm chỉ có thể triển khai một lần, bởi vì thuật này tiêu hao quá nhiều sức lực, không chỉ bòn rút thần hồn hắn, mà còn bào mòn cả cơ thể hắn nữa. Bởi vì quá nhanh, nhanh đến mức hắn phải mặc trang phục chư thần vào mới được, nếu không thân thể sẽ bị tốc độ này xé rách thành thịt vụn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tốc độ nhanh không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi nắm giữ thần hành, hắn quyết định bắt đầu tu luyện thiên quân. Thiên quân. Bây giờ hắn vẫn nhớ cảnh người đàn ông kia đã đấm hắn một cú bay xa, mạnh đến mức phi lý. Nếu áp dụng vào rút kiếm chiến thiên thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu hồn. Phải làm sao ta mới không bị bí thuật này phản phệ? Có cách nào không? Hắn đột nhiên nhớ ra nếu không bị phản phệ thì những bí thuật này quá mức tuyệt vời. Tiểu hồn trầm mặc chốc lát rồi đáp, có. Diệp Huyên vội vàng hỏi, nói mau. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi, vậy cũng được à? Tiểu hồn nói, được, tiểu chủ có thể hấp thụ linh hồn, dùng năng lượng linh hồn luyện thân thể, hiệu quả rất tốt. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó đáp, được để ta thử xem. Chương 1091, dị vực. Nói xong, hắn lấy kiếm chấn hồn ra, sau đó bắt đầu hấp thu. Chẳng mấy chốc, vô số lực lượng linh hồn bắt đầu tụ về thân thể hắn, chớp mắt đã bị cơ thể hắn hấp thu. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ cần duy trì tâm cảnh vững vàng, đừng để bị ý thức linh hồn ảnh hưởng. Diệp Huyên gật gật đầu. Bản thân hắn là kiếm tu, phương diện này vẫn làm được. Cứ thể, thời gian từng chút trôi qua. Tối đến. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này thân thể hắn tự một vòng xoáy màu đen, vô số lực lượng linh hồn không ngừng tràn vào thân thể hắn, mà thân thể hắn lúc này cũng đang dần xảy ra biến đổi. Sau hai canh giờ, Diệp Huyên đang ngồi bỗng đứng phát dậy, hai tay nhẹ nhàng vung ra hai bên, trong nháy mắt. Không gian hai phía rung lên kịch liệt. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này đây, hắn cảm giác cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên vội hỏi, tiểu hồn, ta hấp thu nhiều linh hồn như thế, có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Tiểu hồn nói, không có. Diệp Huyên không rõ, vì sao? Tiểu hồn im lặng một lát rồi đáp, bởi vì đó đều là thứ ta không muốn hấp thu. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, mẹ nó, hắn hơi muốn đánh người rồi đấy. Đúng lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện, không gian xung quanh Diệp Huyên đột nhiên đông đặc lại tạo thành một lồng giam khóa chặt hắn. Một khắc sau, một quang trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong nháy mắt, Diệp Huyên đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng từ Táng Thiên Trường Thành, làm càn. Là giọng nói của vị Ương Thiên. Theo giọng nói của vị Ương Thiên vừa dứt, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên trời từ Táng Thiên Trường Thành, một khắc sau, ánh sáng trắng kia trực tiếp xé rách không gian, tiến vào hố đen không gian. Vị Ương Thiên vừa biến mất, Bạch Tiên Sinh cũng lập tức xuất hiện ở vị trí ban đầu của Diệp Huyên. Khi thấy Diệp Huyên biến mất, sắc mặt Bạch Tiên Sinh lập tức lạnh lại. Dị vực, A Quỷ hỏi. Bách Lý Tiên gật đầu. Độc Cô Huyên chậm rãi siết tay phải lại, sắc mặt lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Bách Lý Tiên nhìn về phía Độc Cô Huyên, ta luôn tò mò. Độc Cô Huyên nhẹ giọng nói, tò mò cái gì? Chương 1092, người của Táng Thiên Trường Thành. Bách Lý Tiên nhìn Độc Cô Huyên, ta đã điều tra tất cả tư liệu về Diệp Huyên, nhưng chỉ bắt đầu từ khi hắn được nửa tuổi. Còn nửa tuổi trước đó... Tư liệu về cha hắn chỉ có một cái tên, không đúng, chỉ có một chữ, Dương. Đúng không? Độc Cô Huyên trầm mặc. Bách Lý Tiên cười nói, mà tất nhiên người nhà họ Diệp lại không biết gì về ông ấy cả, nếu ta đoán không sai, có lẽ ông ấy không phải là người nhà họ Diệp,
chỉ là đang tránh né gì đó, hoặc là vì nguyên do nào đấy mà hai người mới đưa huynh muội hắn đến nhà họ Diệp. Dù sao nhà họ Diệp nhiều người, lại nhiều nhánh như vậy, tùy ý tạo một thân phận con riêng rất đơn giản, đúng không? Độc Cô Huyên nhẹ giọng nói, tinh vực vị ương này e là không có chuyện gì có thể giấu được tiên cô nương. Bách Lý Tiên lắc đầu, chuyện ta không biết có rất nhiều. Giống như phụ thân của Diệp Huyên, cho dù ta đã sử dụng một ít sức mạnh đặc biệt nhưng vẫn không thể nào tra được chút tin tức gì của ông ấy. Mà chữ dương kia cũng chỉ thu được từ phía bà thôi. Độc Cô Huyên nhìn về phía Bách Lý Tiên cười nói, năm đó khi bà bị nhà họ Độc Cô bắt lại, chỉ nói một chữ, chính là chữ này. Bách Lý Tiên im lặng một lúc rồi lại nói, phụ thân hắn hẳn cũng không phải người bình thường, đúng không? Độc Cô Huyên lắc đầu, lúc ta biết chàng, chàng chỉ là một người bình thường. Bách Lý Tiên nhẹ giọng nói, đã hiểu, bà cũng không biết lai lịch của người ấy. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng đáp, ta bây giờ chỉ mong thằng bé được bình an. Bách Lý Tiên nói, yên tâm, lần này dị vực dám to gan cướp người ngay trước mặt cung chủ. Bọn họ chắc chắn sẽ phải gánh lấy lửa giận của cung chủ. Độc Cô Huyên cứ vậy nhìn vết nứt cuối chân trời kia, không nói gì. Bách Lý Tiên cũng nhìn về phía ấy, chân mày nàng ta hơi nhíu lại, đã nhiều năm như vậy, phải chăng người đời đã quên mất độ kinh khủng của cung chủ? Lúc này đây, Diệp Huyên phát hiện mình đang ở trong một lồng giam không gian. Lồng giam không gian này đang lắc lư qua lại giữa không trung như con thoi, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên đang định dùng sức phá nó thì tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ đừng làm bậy, bây giờ người đang xuyên qua không gian cao tốc, tốc độ này không phải thứ người có thể chịu đựng được, nếu dùng sức phá thì người chết đầu tiên chính là tiểu chủ. Diệp Huyên sầm mặt lại, nói vậy là bây giờ ta chẳng thể làm gì được à. Lúc này, vị ương thiên đã tìm đến. Ngay lúc cánh cửa kia sắp biến mất, vị ương thiên vươn tay phải lên túm về phía trước. Cánh cửa sắp biến mất kia bị vị ương thiên kéo về, một khắc sau, nàng ta lại cậy hai cánh cửa đã khép kín ra, chẳng mấy chốc cánh cửa đã đóng lại lần nữa bung ra, ngay sau đấy, nàng ta biến mất. Chương 1093, đừng có nhiều lời. Lúc này, Bạch Tiên Sinh và A Quỷ cũng đã đến. Hai người nhìn nhau một lát, Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, nàng ta tức giận rồi. A Quỷ khẽ gật đầu, dám cướp người trước mặt nàng ta, dị vực này điên rồi sao? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, e là không đơn giản như thế. Nói đến đây, ông như nghĩ đến điều gì, lập tức biến sắc, không được, e rằng đây là một cái bẫy, mục tiêu của chúng vô cùng có khả năng là cung chủ, chứ không phải Diệp Huyên. Vừa dứt lời, ông đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tiếng nói của ông truyền đến từ xa, ta đến dị vực, cậu trở lại triển khai đại trận. A Quỷ cũng xoay người biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cảm giác mình đã dừng lại, hắn nhìn quanh bốn phía, bây giờ hắn đang ở trên một tế đàn, xung quanh có bốn cái trụ chọc trời, trên trụ lớn có điêu khắc một vài yêu thú không biết tên, khuôn mặt của chúng vô cùng dữ tợn, lộ ra hung quang, như thể muốn nuốt sống người ta. Mà xung quanh không có lấy một người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người, không gian trước mặt hắn bỗng rung lên kịch liệt, chẳng mấy chốc không gian đã nứt ra, có một cô gái bước ra từ đó. Thấy cô gái này, Diệp Huyên bỗng chốc sững sốt, hắn chỉ vào cô gái, kinh ngạc nói, cô. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhìn sang xung quanh. Khóe miệng cong lên một nụ cười khẩy, thì ra mục tiêu của các ngươi không phải là hắn, mà là ta. Lúc này, một ông lão hư ảo xuất hiện trên một trong bốn cái trụ lớn kia, ông lão nhìn xuống vị ương thiên, cung chủ vị ương, dị vực ta không muốn làm địch với tinh vực vị ương. Chỉ cần cung chủ giao Diệp Huyên này cho chúng ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không bước vào tinh vực vị ương lần nữa. Vị ương thiên lạnh lùng nhìn ông lão. Nếu không có ma kha tộc chống lưng, dị vực ngươi dám đưa ta đến đây. Nói xong, nàng ta nhìn khắp xung quanh, người ma kha tộc từ khi nào đã thành rùa rụt đầu rồi. Lúc này, trên không trung xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông ta khẽ mỉm cười, cung chủ vị ương, lâu rồi không gặp.
Vị Ương Thiên lạnh mặt lại, Mạc Phu, đã nhiều năm như vậy mà ông vẫn chỉ biết chơi trò bịp bợm này. Người đàn ông trung niên tên Mạc Phu cười nói, cung chủ Vị Ương, mưu trí cũng là một loại thư xê lực, không phải sao? Vị Ương Thiên gật gật đầu, vậy hãy để ta xem thử cái gọi là thực lực của ông đi. Lúc này, Vị Ương Thiên cắt ngang, đừng có nhiều lời. Vừa nói xong, nàng ta cách không tung một quyền về phía Mạc Vưu. Ầm. Không gian xung quanh Mạc Vưu lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, Mạc Vưu cũng phải lùi về sau hơn mấy trăm trượng. Chương 1094, sắp xếp rất tốt. Mà khi Vị Ương Thiên định tiếp tục ra tay, ông lão đứng trên cây trụ kia đột nhiên giẫm chân phải, mở trận. Vừa dứt lời, toàn bộ cây trụ rung lên, ngay sau đó, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vây hãm Diệp Huyên và Vị Ương Thiên lại trong tế đàn. Vị Ương Thiên nhấc tay phải lên quét một vòng, một luồng sức mạnh cường đại bắn ra từ lòng bàn tay nàng, sức mạnh này như làn sóng thần lao đến hút vào màn sáng kia. Ầm ầm. Toàn bộ tế đàn chấn động, cùng lúc đó, màn sáng kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng đúng lúc này, bốn cây trụ lại rung lên, ngay sau đó, những con yêu thú được điêu khắc trên đó bỗng sống lại, sau một khắc, chúng lao thẳng đến chỗ Vị Ương Thiên ở phía dưới, chẳng mấy chốc, quần ma loạn vũ. Phía dưới, Diệp Huyên rõ ràng cảm giác được sắc trời đang dần tối lại. Lúc này, Vị Ương Thiên đột nhiên nói, lùi. Lùi. Diệp Huyên vội cười khổ, không còn chỗ để lùi. Vị Ương Thiên khẽ nhíu mày, một khắc sau, nàng ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau một thoáng, nàng ta xòe tay phải ra phía trước rồi đột nhiên vỗ lên trên một cái. Ầm. Thời khắc này, Diệp Huyên cảm thấy đất trời như đang vỡ vụn. Theo một trưởng Vị Ương Thiên tung ra, không trung bỗng chốc vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết, nhất là đám yêu thú xông lên trước nhất, chúng trực tiếp hóa thành cho bụi, còn đám phía sau cũng lũ lượt ngã xuống đất. Thế nhưng, đám yêu thú trên bốn cây cột này như thể vô cùng vô tận, chúng cuồn cuộn xuất hiện không ngừng, sau đó lại lao về phía Vị Ương Thiên. Thấy cảnh này, Vị Ương Thiên hơi cau mày lại, nàng nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái. Ầm. Toàn bộ tế đàn rung lên, ngay sau đó, vô số vết rạn nứt xuất hiện. Nhưng Diệp Huyên ở sau lưng nàng ta lại bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Vị Ương Thiên nhíu mày càng chặt, nàng ta hơi thu liễm sức mạnh lại một chút. Vị Ương Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải nàng ta siết chặt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ở sau lưng nàng ta, Diệp Huyên cũng im lặng, bên ngoài, khóe miệng Mạc Vưu lộ ra ý cười không tên. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Xung quanh lâm vào trầm mặc, như thể thời gian đã dừng lại. Chương 1095, xem ra ông vẫn chưa ngu ngốc lắm. Lúc này, trên tế đàn, vô số yêu thú cũng dừng lại, chúng nó nhìn chằm chằm Vị Ương Thiên và Diệp Huyên bên dưới bằng ánh mắt tham lam, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Vị Ương Thiên đứng giữa tế đàn, hai mắt khép hờ, không biết đang nghĩ gì. Còn Diệp Huyên thì đứng sau lưng Vị Ương Thiên. Một lát sau, thấy Vị Ương Thiên vẫn im lặng không hành động gì như trước, Mạc Vưu ở bên ngoài lập tức nhíu mày, ông ta nhìn chằm chằm Vị Ương Thiên ở giữa tế đàn. Một lúc sau, ông ta như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi là phân thân. Phân thân. Vị Ương Thiên ở giữa tế đàn mở mắt nhìn về phía Mạc Vưu, nở nụ cười châm chọc, xem ra ông vẫn chưa ngu ngốc lắm. Nghe thấy lời của Vị Ương Thiên, sắc mặt Mạc Vưu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, còn Vị Ương Thiên thì hơi cong môi, không phải ông muốn kéo dài thời gian sao? Nào, ta chơi với ông. Mạc Vưu lạnh lùng nhìn Vị Ương Thiên, xoay người rời đi. Lúc này, ông lão ở trên cột lo lắng nói, Mạc Vưu huynh. Mạc Vưu dừng bước, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta cũng không ngờ chuyện sẽ thế này. Sắc mặt ông lão lập tức trở nên u ám, chẳng lẽ các hạ muốn rời đi như thế sao? Mạc Phu cười nói, đương nhiên là không, nếu Ma Kha tộc ta đồng ý hợp tác với dị vực, đương nhiên sẽ không vứt bỏ đồng minh. Dứt lời, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở quanh cột, có khoảng 20 người, ai cũng cầm trường cung màu đen trong tay, tên đã lên dây. Sau khi Mạc Phu biến mất,
những chiến sĩ áo đen cầm tên ở xung quanh cây trụ cũng rút lui theo. Trên cột, ông lão nhìn vị ương thiên bên dưới, cung chủ vị ương, lão phu lặp lại một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi giao Diệp Huyên này ra, dị vực ta lập tức rút lui, chắc chắn sẽ không đối đầu với tinh vực vị ương. Vị ương thiên lạnh lùng nhìn ông lão, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, giơ tay phải về phía hắn từ xa, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu cô đọng lại, tạo thành một hàng rào bảo vệ lấy hắn. Thấy thế, ông lão thay đổi sắc mặt, giết. Chương 1096, ông nghĩ nhiều quá rồi. Mà lúc này, vị ương thiên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, nàng ta đã ở trước một cây trụ, sau đó đánh một chưởng lên cột. Cây trụ lập tức vỡ tan. Trong chốc lát, cả tế đàn bắt đầu rung động kịch liệt, cùng lúc đó, vô số yêu thú trên tế đàn bắt đầu rơi xuống đất, tiếng rên la thê thảm không ngừng vang lên. Lúc này, một cái bóng màu đen đột nhiên bay ra từ trong người Diệp Huyên. Đế khuyển. Sau khi đế khuyển ra ngoài thì bắt đầu điên cuồng nuốt chửng đám yêu thú dưới đất kia. Diệp Huyên. Mà lúc này, vị ương thiên đã xuất hiện trước một cây trụ khác, chẳng mấy chốc, mấy cây trụ kia lại bị đánh vỡ tan, vô số yêu thú chết thảm. Mà những yêu thú kia hoàn toàn không thể đến gần nàng ta. Đặc biệt là lúc này vị ương thiên ra tay không hề kiêng dè chút nào. Nhìn thấy cảnh này, ông lão trên không trung cảm thấy hoảng hốt. Lão ta không ngờ phân thân của vị ương thiên cũng đáng sợ đến thế. Đây còn chỉ là phân thân thôi đấy. Chẳng mấy chốc, cả tế đàn ầm ầm sụp đổ. Mà ông lão kia lại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Vị ương thiên trên không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão trên chân trời trốn. Ông nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện tin hay. Dứt lời, nàng ta giơ tay phải về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên giật giật. Thật ra hắn cũng không ngờ đế khuyển đột nhiên tỉnh lại, trước đó tên này vẫn luôn ngủ say. Nhưng thế cũng tốt, có đế khuyển cũng tương đương với việc có thêm một trợ thủ siêu cấp. Vị ương thiên không quan tâm đến Diệp Huyên và đế khuyển nữa, nàng ta xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không chọn đi theo. Bây giờ hắn có đi theo cũng vô dụng, chỉ làm liên lụy đến đối phương thôi. Chương 1097, bên kia có yêu thú. Mà hắn cũng không định hỏi ra nghi vấn trong lòng vào lúc này, nhưng theo hắn đoán, có lẽ cung chủ vị ương thiên này là bé gái hắn quen ở thanh thương giới kia. Lúc này, đế khuyển đã ăn sạch thi thể yêu thú dưới đất. Nó vỗ bụng mình, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên một cái rồi hở to. Diệp Huyên. Đế khuyển quan sát Diệp Huyên từ trên xuống dưới, tiểu tử, người mạnh hơn không ít đấy. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi về trước đã. Về làm gì, đế khuyển hỏi. Diệp Huyên hỏi ngược lại, không về thì đi đâu. Đế khuyển quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nói, ta cảm nhận được hơi thở của rất nhiều yêu thú ở nơi này, sao, có hứng thú làm một trận không? Diệp Huyên trầm giọng nói, đế khuyển huynh, người chắc chứ? Đế khuyển gật đầu, vô cùng chắc chắn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta cũng đang có ý này. Bị người dị vực bắt đi, hắn thật sự cảm thấy rất bực mình, cứ về như thế, hắn cũng thấy không cam lòng. Đánh một trận. Đế khuyển trở về tháp giới ngục, Diệp Huyên thì sử dụng khí hỗn độn che giấu hơi thở của mình, sau đó biến mất. Đối mặt với dị vực này, đương nhiên hắn sẽ không đấu chính diện với người ta. Bây giờ sử dụng khí hỗn độn để che giấu, trừ khi là cao thủ hàng đầu, nếu không sẽ không thể nào phát hiện ra hắn. Hơn nữa rõ ràng vị ương thiên là đi gây chuyện với những cao thủ dị vực kia, bây giờ là thời điểm tốt nhất với hắn. Diệp Huyên nhanh chóng đuổi theo hướng vị ương thiên rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi tới trước một tòa thành cổ, trên không tòa thành cổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang, đất trời cũng chấn động theo. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Đế khuyên đáp, bên kia có yêu thú. Diệp Huyên ngầm nghĩ một hồi, sau đó đi sang bên phải. Hắn biết đế khuyên nuốt chửng những yêu thú này chắc hẳn có thể hồi phục thương tích, bây giờ thương tích của đế khuyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chương 1098, cây trụ kia không ngừng rung lên.
Diệp Huyên nhanh chóng đi tới trước một tế đàn này giống hệt với cái hắn bị nhốt lúc trước, bên trên những cột lớn có vẽ lên vô số yêu thú. Diệp Huyên trầm giọng nói, đế khuyển huynh, chúng nó vẫn chưa được thả ra mà. Đế khuyển mắng, ngu ngốc, ta không biết đi vào à. Dứt lời, một tia sáng đen bay ra từ trước ngực Diệp Huyên, nhanh chóng chui vào trong cây trụ, một lát sau, cây trụ kia không ngừng rung lên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về cuối chân trời xa xa, bây giờ hắn chỉ hy vọng vị ương thiên có thể kéo dài lâu hơn, nếu không rất có thể cao thủ dị vực sẽ phát hiện tình huống bên này, khi đó, hắn và đế khuyển đều chạy không thoát. Chuyện khác. Đúng lúc này, đế khuyển chạy ra, Diệp Huyên thấy hình thể của nó lớn hơn một chút. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì nó đã xông vào trong một cây trụ khác. Diệp Huyên đen mặt lại, cái tên này ăn đến nghiện rồi à. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên rung động kịch liệt, Diệp Huyên vội vã quay đầu nhìn lại. Trong hư không, tay phải vị ương thiên cầm một cái đầu máu chảy đầm đìa, một ông lão áo xám đứng trước mặt nàng ta, bốn con cự long màu đen bay quay người ông ta. Ông lão nhìn vị ương thiên, trong mắt ngoài sự lạnh lẽo còn có chút kiêng dè. Ông ta nói, cung chủ vị ương, chúng ta chỉ cần Diệp Huyên kia thôi, người cần gì phải vì hắn. Vị ương thiên đột nhiên vung tay lên, sắc mặt ông lão thay đổi, giơ hai tay đánh về phía trước, bốn con cự long quanh người ông ta lập tức quát lên. Ông lão áo xám lại nói, cung chủ vị ương, nếu bản thể của ngươi ở đây, lão phu thật sự đánh không lại ngươi, nhưng ngươi chỉ là một phân thân, nếu muốn giết lão phu e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn táng thiên trường thành, nếu họa sư của tinh vực vị ương các người không ra tay, ai có thể ngăn cản vị kia của ma kha tộc chứ? Vị ương thiên đột nhiên vung tay phải lên, không gian phía xa chấn động một trận, ông lão áo xám lại liên tục lùi xa chừng nghìn trượng. Mà vị ương thiên không tiếp tục ra tay nữa, nàng ta xoay người biến mất ở chân trời xa xa. Lúc vị ương thiên rời đi, nàng ta lạnh lùng nhìn sang bên phải. Sau khi nàng ta hoàn toàn biến mất, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ bên phải, quá ghê gớm. Chương 1099, cung chủ định thế nào? Sau giọng nói này, không gian đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trên người phát ra ngọn lửa màu đen xuất hiện. Ông lão áo xám đi tới trước mặt hắn ta, người đó nhẹ giọng hỏi, đây là cung chủ vị ương cung kia sao? Ông lão áo xám gật đầu, phải. Người đàn ông cảm thán, đúng là rất mạnh. Ông lão áo xám hỏi, khi nào ra tay? Người đàn ông lắc đầu, chúng ta đã thông báo với Linh Hư Tinh Cung rồi, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về cuối chân trời xa xa, người của chúng ta cũng đã đến Linh Hư Tinh Cung. Ở một nơi xa xôi trong tinh không, trong một đại điện tinh cung, cung chủ Linh Hư Tinh Cung nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào đen trước mặt, Diệp Huyên. Chắc chứ? Người đàn ông áo bào đen gật đầu, chính là người đó. Trên người người đó có bảo vật kia. Cung chủ Linh Hư Tinh Cung tựa vào ghế, một lát sau, lão ta nhẹ giọng nói, đừng đùa, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bên dưới, người áo đen kia khẽ nhíu mày, Lâm Hư cung chủ là có ý gì? Lâm Hư lắc đầu, không có ý gì, ngươi về đi. Người áo đen nặng nề nói, Lâm Hư cung chủ không muốn bảo vật kia sao? Lâm Hư cười nói, đương nhiên là muốn. Nhưng mà... Nói xong, lão phất tay, lui xuống đi. Người áo đen kia còn muốn nói thêm, Lâm Hư lại nhíu mày, nghe không hiểu sao. Người áo đen không dám nhiều lời, xoay người rời đi. Sau khi người áo đen rời đi, một người đàn ông đi vào, người đó chính là Lâm Tòng Vân từng đến Thanh Thương Giới. Lâm Hư lắc đầu, nhẹ giọng nói, sao những người này cứ muốn trêu vào Diệp Huyên kia vậy? Lâm Hư cười nói, định gì nữa? Không tham gia vào là được. Lâm Tòng Vân im lặng. Lâm Hư cười nói, cháu đang nghĩ vì sao chúng ta không ra tay giúp đỡ đúng không? Lâm Tòng Vân gật đầu. Chương 1100, ta muốn liều một phen. Lâm Hư nhẹ giọng nói, lúc đầu ta cũng từng nghĩ thế, nhưng cháu có biết lần này là ai mơ ước đến bảo vật của hắn, là thế lực nào không? Lâm Tòng Vân trầm giọng hỏi, đừng nói cả bọn họ cũng tham dự vào đấy. Lâm Hư cười nói,
những thế lực mạnh mà cháu biết đều đã nhúng tay vào rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi. Lâm Tòng Vân cười khổ, cái tên này đúng là xui xẻo. Lâm Hư gật đầu, sau đó, lão đứng lên đi tới cửa đại điện, vị tiền bối kia. Lâm Tòng Vân đột nhiên nói, đại bá, ta có một suy nghĩ thế này. Lâm Hư đáp, nói đi. Lâm Tòng Vân nói, thực lực của vị tiền bối kia đã vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng ta rồi, rất có thể là đối phương đến từ tinh vực có nền văn minh loại 1, thậm chí là loại đặc biệt, người như thế, nếu nàng ta quan tâm đến Diệp Huyên thì không thể nào nhìn hắn chết được. Lâm Hư khẽ nhíu mày, ý cháu là nàng ta đang cố ý rèn luyện Diệp Huyên. Lâm Tòng Vân gật đầu, có thể là như vậy, rất có thể nàng ta đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu chúng ta ra tay giúp đỡ Diệp Huyên kia, chắc chắn có thể để nàng ta mang ơn chúng ta, dù không mang ơn cũng có thể kết bạn. Mang ơn. Kết bạn. Lâm Hư đột nhiên siết chặt tay phải. Cô gái váy trắng kia mạnh đến mức khó tin, nếu có thể để đối phương mang ơn Linh Hư Tinh Cung, chắc chắn là một trợ thủ lớn với Linh Hư Tinh Cung. Đúng như Lâm Tòng Vân nói, dù không mang ơn, có thể kết bạn cũng được. Nghĩ đến đây, Lâm Hư hơi động lòng, nhưng sau đó, lão lại cau mày, không được, nếu chúng ta nhúng ta thì chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Lâm Tòng Vân cười nói, đại bá, chúng ta không cần giúp đỡ công khai, có thể âm thầm giúp đỡ mà, không phải sao? Lâm Tòng Vân vội nói, dẫn theo 12 thiên cương. Lâm Hư gật đầu, dẫn bọn họ đi đi, bạn họ chưa từng xuất hiện trong mắt người đời, dù bị phát hiện cũng không sao. Còn cháu phải thay hình đổi dạng. Lâm Tòng Vân gật đầu muốn rời đi lúc này, Lâm Hư đột nhiên nói, bây giờ cháu có thể hối hận. Lâm Tòng Vân nhìn Lâm Hư, cười nói, ta muốn liều một phen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.